chương 701, người trợ giúp tới ư, cái chết không đáng sợ, cái đáng sợ là quá trình chờ đợi cái chết. Biệt thự ngoại ô, hai người đàn ông ngồi đối mặt trên sofa, không nói lời nào, lẳng lặng nhìn xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ khó chịu chết chóc. Chu Doãn Cường ở bên trái và Kevin Diêm ở bên phải. Sáu ngày đã trôi qua, và ngày mai sẽ là ngày trừng phạt như lời giang sách nói. Họ không biết điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước, nhưng điều chắc chắn là kết cục của họ chỉ có một con đường chết. Họ đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn không thể sống sót. Thuê sát thủ, lặng lẽ chuồn mất, trả thù thâm độc, cầu xin lòng thương xót, họ đã nghĩ đủ mọi cách nhưng không cách nào có hiệu quả cả. Những gì đang chờ đợi họ là một thời hạn tàn nhẫn. Mẹ nó chứ. Chu Doãn Cường đứng dậy và đá chiếc bàn cà phê ra ngoài, đập vào chân Kevin Diêm. A, à, Diêm Kevin ôm chân, ông điên rồi sao? có bản lĩnh thì đi xử lý giang sách đi, tức giận với tôi làm gì? Ồ, mày dám nói với tao bằng giọng điệu như vậy sao? Thì làm sao, dù sao thì ngày mai trò chơi sẽ kết thúc, dùng giọng điệu đó thì có vấn đề gì không? Đồ khốn nạn, Chu Doãn Cường bước tới, nắm lấy tóc của Kevin Diêm và bắt đầu giật, nếu không phải đồ ngu xuẩn như mày đắc tội với giang sách, bố mày sẽ rước lấy họa sát thân này sao? Kevin Diêm cũng không chịu thua, audio điện tử võ tấn bền. Anh ta cũng túm tóc Chu Vân Cường, ông còn mặt mũi nào mà trách tôi ư? Nếu không phải đồ chó ông thấy phụ nữ là sáng mắt, nhất định muốn chiếm được Dương Quân Như thì làm sao tôi lại bị kéo xuống nước như thế này chứ? Đối mặt với cái chết, họ đã mất hết nhân phẩm, đổ lỗi cho nhau và đánh đập nhau. Hai người đàn ông lăn lộn trên mặt đất đánh đập nhau. Kevin Diêm ngay từ đầu đã bị thương khắp người, sau khi bị đánh thì vết thương càng nặng thêm, Chu Doãn Cường bình thường rất yếu bây giờ ông ta cũng bị đánh đến thấu xương. Mười phút sau, cả hai đều nằm trên mặt đất thở hổn hển, Vẫn còn sống. Tuy nhiên, họ sống không được tốt. Sau khi chút giận, Kevin Diêm nhìn lên trần nhà, nuốt nước bọt nói, không, chúng ta không thể cứ chờ chết như thế này được, chúng ta phải tìm cách. Chu Doãn cường chế nhạo, mày còn chưa tỉnh lại sao, còn có thể nghĩ cách gì chứ? Ngay cả ổ phúc xà hay lão Tây đều bị giang sách loại bỏ, còn ai có thể đối phó với giang sách nữa chứ tôi cũng không biết nhưng tôi phải thử xem làm thế nào để thử dưới phần thưởng hậu hĩnh nhất định phải có một người dũng cảm kevin diêm quay sang nhìn chu doãn cường ông lấy hết tài sản của ông ra tôi sẽ giúp ông phát thông báo chỉ cần nói ai có thể cứu được tính mạng của hai người chúng ta tiền của ông sẽ giao cho người đó hết cái gì mày điên à đưa hết tiền thì tao sống thế quái nào được ông sắp mất mạng rồi, còn muốn số tiền đó làm cái khỉ gì nữa chứ? Trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Chu Doãn Cường đứng dậy nói, được rồi, chỉ cần tôi có thể sống sót, tôi không muốn tiền nữa, cậu có thể nhanh chóng phát thông báo. Ngôn tình nữ phụ. Ừm. Kevin Diêm ngay lập tức đứng dậy và phát ra một thông báo, nói rằng chỉ cần ai đó có thể đảm bảo tính mạng cho bọn họ, Chu Doãn Cường sẽ đưa tất cả tiền cho người đó. Tin chắc là sẽ có người vì tiền mà chó cùng rứt giật. Chỉ chưa đầy nửa giờ sau khi thông báo được phát đi, hai chiếc xe tải màu trắng đậu ở cửa, một nhóm lớn tên đầu chọc bước xuống. Người trợ giúp tới ư. Chu Doãn Cường và Kevin Diêm Hào hứng chạy ra ngoài cùng lúc. Những người đến là người mà bọn họ biết, không phải là người giúp đỡ, mà là thủ hạ của giang sách Long Đầu Chọc, chương 702, cầu xin một mảng, các người tới đây làm gì? Ở đây không chào đón các người, cút, cút cho tôi lòng đầu chọc cười nói chủ tịch chu ông hồ đồ thật hay giả vờ hồ đồ thế chúng tôi tới đây làm gì trong lòng các người không phải rõ nhất sao lúc trước các người hãm hại chú trình trong lòng không có ý kiến gì mà ngày mai là dỗ bảy ngày của chú trình theo chỉ thị của lão đại tôi sẽ đưa các người đến trước linh đường đi thôi chu doãn cường liên tục lùi lại phía sau tôi không đi tôi sẽ không đi ông ta quay người lại và định chạy vào biệt thự nhưng một vài tên đầu hói cùng lúc lao lên đè chu doãn cường xuống đất kéo ông ta về phía chiếc xe tải khi kevin diêm nhìn thấy tư thế này trái tim anh ta lạnh đi một nửa kevin diêm tự anh đi hay muốn chúng tôi giúp anh không không cần giúp tôi sẽ tự đi kevin diêm thức thời hơn nhiều anh ta tự mình bước tới chiếc xe tải màu trắng anh ta biết nếu anh ta phản kháng tính mạng của anh ta sẽ biến mất ngay lập tức Hice đang thở dài thì đột nhiên có hai chiếc xe tải lớn chạy tới, chắn ngang đường lại. Sau đó, một nhóm đông người cầm gậy bóng chạy nhảy xuống, nhìn sơ cũng phải hơn 30 người, chặn cứng hết đường. Người cầm đầu là một tên ác bá cường hào nổi danh gần đây côn tử đầu. Uầy, đây không phải là long đầu chọc sao? Đã lâu không gặp, côn tử đầu mỉm cười đi tới. Hai mắt long đầu chọc nheo lại. Anh côn, anh có ý gì? Cướp người sao? Côn tử đầu nói, này, làm sao dám cướp người của anh Long được chứ? Thực ra tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất, đó là xin anh Long sẽ dơ cao đánh khẽ, tha cho bọn họ một mạng, coi như nể mặt em trai này, thế nào? Nghe vậy, Chu Doãn Cường và Kevin Diêm đã hiểu ý. Côn tử đầu này chắc hẳn sau khi thấy thông báo đã lao đến cứu người. Dưới phần thưởng hậu hĩnh phải có một người dũng cảm, điều này có vẻ hợp lý. Long đầu chọc hừ lạnh một tiếng, mày là cái thá gì? Tại sao tao phải nể mặt mày? Cút, nếu không tao sẽ xử lý cả mày đấy. Thuộc hạ của côn tử đầu không hài lòng, định cầm gậy bóng chảy sông lên. Ồ, đợi đã, chờ đã. Côn tử đầu vẫn cười nói, anh Long đừng tức giận, thật ra tôi cũng không phải ngăn cản anh Long làm việc. Như vậy đi, anh để cho bọn họ một ngày, một ngày được không? Chỉ cần qua ngày mai, anh muốn bọn họ chết thế nào cũng được ý định ban đầu của côn tử đầu là lấy tiền của Chu Doãn Cường trước. Một khi tiền đã có trong tay, anh ta không quan tâm đến những chuyện còn lại. Nhưng làm sao có thể chứ? Ngày mai là dỗ 7 ngày của Trình Hải. Giang sách sẽ đưa Chu Doãn Cường và Kevin Diêm đến đó và trừng phạt cả hai ở Linh Đường. Làm sao có thể cho họ sống qua ngày mai được chứ? Không được, Long đầu chọc đầu dứt khoát từ chối. Côn tử đầu có chút không vui, anh ta chừng mắt nhìn long đầu chọc này, tôi nói này long đầu chọc, mọi người quen nhau lâu rồi, nên anh cũng không quá coi trọng tôi đúng không? Đúng, tôi thừa nhận đội của anh mạnh hơn tôi, nhưng hiện tại anh chỉ có không đến 10 người, tôi dẫn theo hơn 30 người, bây giờ mà động thủ thì anh điều người đến cũng không kịp, anh sẽ thua. Vậy thì hà tất gì phải ép tôi động thủ? Một khi động thủ thì hai bên sẽ đều thua thiệt. Anh Long, để hai người họ sống thêm một ngày, có được không? Long đầu chọc nhún nhún vai, Côn Tử Đầu, đừng nói nhảm nữa, tao sẽ nói cho mày rõ ràng, hiện tại tao phải đưa hai người này đi. Vậy chúng ta không thể bàn bạc được đúng không? Không thể. Côn Tử Đầu nghiến răng nghiến lợi, vậy thì xin lỗi, mấy anh em, lên cướp người. Chương 703, động đất hả? Dù ít người nhưng Long đầu chọc không hề sợ hãi chút nào. Anh ta vùng tên lên, tất cả những tên đầu chọc đều trong tư thế sẵn sàng. Kít. Đúng lúc hai băng nhóm chuẩn bị đánh nhau thì bất ngờ có một băng nhóm khác đi xe máy đến hiện trường, ai cũng mặc áo khoác denim, sỏ lỗ tai, trông rất hầm hố. Uầy uầy, anh Long, anh Côn, tại sao lại đánh nhau thế? Những người đến lần này cũng là một đội nhỏ gần đó. Người đứng đầu được gọi là huyết tước. Long đầu chọc cau mày, người đến bất thiện, xét theo tư thế này, huyết tước cũng đến cướp người. Sự thật chính là như thế. Huyết tước đút hai tay vào túi quần đi lên, mọi người đều là anh em, hà tất gì phải như thế. Anh Long, tôi đã nghe chuyện rồi, thả người đi, làm gì phải ép chết người ta chứ. Côn tử đầu và huyết tước đều không phải là người lương thiện. Họ cũng đã dẫn người đến đây, nếu liều mạng thì Long đầu chọc không có cơ hội chiến thắng. Chẳng lẽ phải thả Chu Doãn Cường và Kevin Diêm ra ư? Long đầu chọc nắm chặt tay và gầm lên, hai người này nhất định phải được đưa đi. Các người đừng làm vậy, không thể cứu được hai người này đâu nếu sự việc ẩm ý thì ngay cả hai người các người cũng bị giết luôn đấy. Giết tôi sao? Huyết tước mỉm cười, anh Long cứ yên tâm, huyết tước tôi không dễ bị giết như vậy đâu. Hôm nay tôi nhất định phải cứu hai người chu doãn cường ra, anh Long, buông tay đi. Khi thế trận đang rằng co, liên tiếp có mấy băng nhóm đến, phía trước có hơn chục băng nhóm, tổng cộng có hai ba trăm người. Với một trận chiến quy mô lớn như vậy, ngay cả khi Long đầu chọc muốn bắt người đi cũng không thể. Chết tiệt, Long đầu chọc toát mồ hôi lạnh, nếu hôm nay không đưa người đi được, không biết sau khi trở về sẽ bị phê bình như thế nào. Chu Doãn Cường cười nói, có tiền là có thể sai khiến ma quỷ mà, Long đầu chọc, mày từ bỏ đi, hôm nay mày không thể đưa tao đi được đâu. Mười người bọn mày có thể đánh ba trăm người ư, một đánh ba mươi ư, ha ha ha, ông ta kiêu ngạo cười nhạo, với tư thế hôm nay, nhất định sẽ không chết. Nhưng không đợi ông ta vui vẻ được lâu, mọi chuyện đã thay đổi ầm 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 mặt đất đột ngột rung chuyển như thể một trận động đất đã xảy ra chuyện gì thế động đất hả chúng ta đang ở vùng đồng bằng động đất cái khỉ gì hơn 300 người tại hiện trường nhìn quanh phía xa nhìn thấy một mảng đen nghịt lúc đầu nhìn không rõ nhưng khi tiến lại gần thì nhận ra có một một đại đội đông đảo đang đến những người này mặc quần áo màu đen chỗ trái tim mỗi người có một bông hoa giống như là tham dự một đám tang Đáng sợ nhất là những người này trên mặt đều có dấu vết đã kinh qua mưa bom bão đạn, lại có khí chất quân nhân độc nhất vô nhị, kiên quyết và khát máu. So với đám người này, huyết tước, côn tử đầu cùng những người khác đều không đủ tầm. Giống như voi và kiến vậy. Những tên côn đồ nhỏ bé sẽ không bao giờ có thể địch lại trước những người lính thiện chiến nhiều kinh nghiệm xa trường này, bọn chúng sẽ không chịu nổi một kích. chương 704, đe dọa rút lui. Hơn nữa, số lượng binh lính còn nhiều hơn gấp đôi, đại chiến quy mô lớn hết sức căng thẳng, những người lính đã dọn đường, một người đàn ông với thân thể cường tráng bước ra, đó là người mạnh nhất trong 12 cung hoàng đạo vàng, Kim Ngưu. Anh ta chậm rãi đi đến bên cạnh đám người huyết tước, côn tử đầu, thô giọng nói, sao nhiều người tụ tập ở đây thế, biến hết đi. Huyết tước vừa nhìn thấy, ghê thật, người đàn ông này cao hơn hai thước đúng không? Chiều cao 1,8 mét của anh ta cũng phải ngửa cổ để nhìn người này đặc biệt là cánh tay của Kim Ngưu gần như dày hơn thắt lưng của anh ta, một đấm có thể giết chết một con hổ nhỉ. Chỉ nhìn thôi cũng đã cho người ta cảm giác áp chế mạnh mẽ, huống chi là chiến đấu với người này. Có cho huyết tước cả trăm lá gan, anh ta cũng không dám chống lại Kim Ngưu. Anh ta nuốt nước bọt, nhìn về phía Kim Ngưu và quân đoàn, sau đó lại nhìn về phía Chu Doãn Cường và Kevin Diêm, trong lòng thầm nói, rốt cuộc hai người này đã đắc tội ai vậy chứ? Nếu đắc tội lòng đầu chọc thì còn tạm được, có thể cứu người bằng những biện pháp cứng rắn nhưng đắc tội đến những người lính này làm sao có đường sống sót chứ cái kia đại ca à tôi chỉ là khách qua đường thôi không phải việc của tôi tôi đi trước tạm biệt huyết tước thức thời dẫn thủ hạ chạy trốn côn tử đầu lại càng không nói lời nào cúi đầu dẫn người rời đi hiện trường ngoài họ ra những người khác cũng lần lượt dẫn người đi đua gì vậy trừ khi muốn chết nếu không thì ai dám đánh nhau với đám binh lính này chứ người ta nói có tiền có thể sai khiến ma quỷ, nhưng đối mặt với sức mạnh tuyệt đối không thể cưỡng lại, tiền nhiều cũng vô ích. Rút, đi thôi, chúng ta cũng đi, nhanh lên, bọn họ đều đi rồi. Trong vòng chưa đầy 10 phút, hơn 300 người đã rút hết sạch, không sót lại một người nào. Không cần đánh nhau, chỉ cần dựa vào khí thế là có thể khiến mọi người sợ hãi bỏ chạy. Kim Nhiêu phủi phủi tay, được rồi, người đã rút, chúng ta cũng rút thôi. Kim Như quay đầu rút lui cùng một đội quân đông đảo. Tại hiện trường chỉ còn lại đám người Long Đầu Chọc, Chu Doãn Cường, Kevin Diêm, hàng nghìn người như thủy triều đến cũng nhanh mà đi càng nhanh hơn. Chu Doãn Cường nhìn con đường trống trải trước mặt với vẻ mặt sướng sờ, còn tưởng rằng mình có thể sống sót, nhưng sự việc thay đổi quá nhanh, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta. Thực lực của Giang Sách này thật sự quá mạnh mẽ, lần này ông ta hoàn toàn bị thuyết phục, cả người ông ta tê liệt không đứng dậy được bị người của long đầu chọc dẫn lên xe long đầu chọc thở phào một hơi nếu không có kim nghiêu đưa người đến đây anh ta thực sự không biết nên giải quyết tình huống vừa rồi như thế nào tuy nhiên sự xuất hiện vừa rồi đã khiến long đầu chọc hiểu rõ hơn về sức mạnh của giang sách lão đại ơi lão đại rốt cuộc anh là ai chứ thực lực của anh cường đại đến đáng sợ long đầu chọc hít một hơi thật sâu lên xe và rời đi cùng chu doãn cường điểm đến chính là linh đường của nhà họ trình chương 705, trăm năm cô đơn. Tòa nhà hiện đại, tầng trên cùng, một người đàn ông đứng trước khung cửa sổ lớn kiểu Pháp với điếu thuốc trên tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta chính xác là Rip, người đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua đứt xí nghiệp thiên đình. Kể từ khi thu mua lại, anh ta đã tích hợp mọi nguồn lực, âm thầm cày cấy trồng trọt, thành lập thương hiệu, châu báu thiệu anh, mở 12 chi nhánh ở toàn bộ khu Giang Nam. Anh ta quyết tâm làm cho thương hiệu trở nên lớn mạnh hơn rip nhả ra một làn khói dài và lẩm bẩm một mình mình đến khu giang nam cũng được một thời gian rồi cẩn thận im lặng lâu như vậy đã đến lúc phải chiến đấu với chiến thần tu la giang sách một trận rồi không giống bất kỳ đối thủ nào trước đây rip biết chính xác mình phải làm gì anh ta không đánh lại giang sách khi ở khu giang nam dù sao cũng là một người lạ so với giang sách một lão tổ đã làm việc ở khu giang nam lâu năm anh ta vẫn còn kém xa nhưng với sự tích lũy trong khoảng thời gian này Hệ thống châu báu Thiệu Anh về cơ bản đã hoàn thành. Lựa chọn tuyên chiến, với Giang Sách vào thời điểm như vậy cũng không sao. Rip đang phì phèo điếu thuốc, vẫn nghĩ lại cảnh hồi còn ở Milan, cơ hội tốt kia đã bị Giang Sách phá hủy. Đó là thất bại lớn nhất trong cuộc đời anh ta, khiến anh ta không thể ngóc đầu lên trước mặt ông chủ Ngô. Là một người đàn ông, anh ta phải đứng dậy ở nơi anh ta ngã xuống, một giao Giang Sách cho anh ta, anh ta phải đâm trở lại đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa văn phòng. Mời vào, tiếng cọt kẹt vang lên, cánh cửa được đẩy ra, một người đàn ông đeo kính đi vào. Anh ta là trợ lý của Rip Dan Long Hưng. Lúc này, Dan Long Hưng vội vàng bước tới chỗ Rip, một tay cầm máy tính sách tay. Chủ tịch, ngài kêu tôi cứ nhìn chằm chằm vào giang sách, hôm nay có chuyện phát sinh rồi. Nói, quản gia cũ của giang sách, Trình Hải, đã bị Chu Doãn Cường giết chết. Hôm nay, Giang Sách sẽ ra tay với Chu Doãn Cường để tự cứu mình, Chu Doãn Cường đã đưa ra thông báo rằng nếu có thể cứu sống ông ta, ông ta sẽ sử dụng tất cả tài sản của mình để trao đổi. Rip nheo mắt lại, đoạn thông tin này khá thú vị. Đan Long Hưng hỏi, Chủ tịch, không phải gần đây ngài tìm cơ hội khiêu chiến với Giang Sách sao? Tại sao không nhân cơ hội này để thăm dò thực lực của Giang Sách? Rip lấy ra một điếu thuốc và nói khẽ, ừ, đây là một cơ hội tốt. Được, vậy tôi sẽ làm ngay. Này, đừng vội như vậy, chúng ta hãy chờ giang sách xử lý chu doãn cường trước, sau đó chúng ta sẽ động thủ sau. Hả, tôi không muốn nhầm lẫn với những người như chu doãn cường. Lần này, tôi chỉ muốn làm cho giang sách ghê tởm và cho anh ta biết rằng tôi tồn tại. Đó là một lời tuyên chiến, không phải động thủ thật sự. Đan Long hưng hơi bối rối, chủ tịch, cụ thể phải làm thế nào? Sau một lúc suy nghĩ, Rip vẫy tay với anh ta, lại đây, tôi sẽ nói cho anh biết các bước chi tiết. Đan Long Hưng ghé sát tai, sau khi nghe Rip nói lại, anh ta không thể không nói, chủ tịch, vậy thôi sao? Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến giang sách cả mà. Rip mỉm cười, tôi không nói rằng tôi sẽ làm động đến giang sách, chỉ để anh ta biết sự tồn tại của tôi thôi. Đi đi, Đan Long Hưng đóng máy tính lại và quay người rời đi. Rip tiếp tục hút thuốc, nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, tự nhủ, châu báo thiệu anh đã đi vào nền nếp, nền tảng đã ổn định, giang sách. Hãy chờ phản công toàn diện của tôi số 33, tiểu khu danh huyền, một biệt thự cũ dành cho một gia đình. Giang sách ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm một cuốn sách, trăm năm cô đơn, thản nhiên lật xem. Đinh Mộng Nhiên bước đến bên anh và ngồi xuống, lại nhớ tới chú Trình sao. Ừm, audio điện tử võ tấn bền. chương 706, kẻ địch mới. Anh tự chăm sóc bản thân đi, em nghĩ chú Trình cũng không muốn thấy anh buồn đâu. Đúng vậy, khi Trình Hải còn sống, Ông ấy rất yêu thương hai anh em Giang Sách và Giang Mạch, thậm chí còn hơn cả cháu gái Trình Đan Đình của chính mình. Giang Sách vẫn luôn coi Trình Hải như ông nội của mình. Chính vì điều này mà anh khó có thể chấp nhận được việc Trình Hải bị bức hại đến chết. Chu Doãn Cường và Kevin Diêm, anh tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ. Một đêm im lặng. Ngày hôm sau, Giang Sách ra khỏi nhà với bộ vest đen, quần tây, giày da đen và áo sơ mi đen, tâm trạng của anh u ám và nặng nề. Khi đến linh đường của nhà họ Trình, cả phòng đều tràn ngập không khí u buồn. Thời gian tuy có thể làm phai nhòa đi vết thương, nhưng vết thương vẫn luôn ở đó. Trong ánh mắt của nhiều người, Giang sách bước từng bước chậm rãi đến trước linh đường của Trình Hải, nhìn chiếc quan tài màu đen, lòng anh như bị dao cắt. Phịch một tiếng, Giang sách quỳ xuống trước quan tài của Trình Hải và bái lại mấy lần. Chú Trình, lên đường thông thả. Người ta nói rằng vào ngày thứ bảy sau khi một người chết, Linh hồn sẽ về thăm gia đình và sau khi giải tỏa hết lo lắng, người đó sẽ tự tin rời khỏi trần thế và báo cáo với địa phủ. Nếu vẫn còn chấp niệm thì linh hồn sẽ ở lại, sẽ trở thành hồn ma lang thang. Trình Hải bị bức hại đến chết. Vì vậy, Giang Sách muốn giúp Trình Hải trả thù và để Trình Hải rời đi mà không còn chút chấp niệm nào. Anh chậm rãi đứng lên, dẫn lên. Nghe lệnh, hai người đàn ông được đưa đến trước linh đường. Họ chính là hai thủ phạm giết Trình Hải Chu Doãn Cường và Kevin Diêm. Nhìn thấy Giang Sách và chiếc quan tài màu đen, máu của cả hai đều lạnh đi. Không cần bị ép buộc, Kevin Diêm trực tiếp quỳ trên mặt đất, vừa khóc vừa nói, "Giang Sách, tôi biết sai rồi, tôi không nên làm chuyện quá đáng với Trình Hải, tôi thật sự biết sai rồi. Anh cho tôi một cơ hội để sửa sai được không? Tôi hứa sẽ thay đổi suy nghĩ của mình và trở thành một con người mới trong tương lai." tôi sẽ không bao giờ làm hại bất cứ ai nữa. Tôi sẽ thành lập một quỹ để giúp đỡ những người già neo đơn và giúp cải thiện cuộc sống của họ, được chứ? Nếu người chết là người thường, có lẽ vẫn còn cơ hội làm giang sách xúc động. Nhưng người chết là Trình Hải, một bậc trưởng bối giống như ông nội của giang sách, chỉ bằng vài lời này đã muốn thoát khỏi sự trừng phạt ư. Ảo tưởng, giang sách đứng đó như một cái cọc gỗ, không hề nhúc nhích. Kevin Diêm thực sự lo lắng, giang sách, anh nói một câu đi, Rốt cuộc có được không? Lúc này, Chu Doãn Cường ở bên cạnh cười nói, "Kevin, tên khốn vô dụng, đã đến lúc này rồi, người ta sẽ nghe những lời vô nghĩa của mày sao?" "Mày nghĩ nhiều rồi, Kevin Diêm nhìn chằm chằm Chu Doãn Cường, muốn chết thì một mình ông chết đi, tôi sẽ không đi cùng ông." "Mày cho rằng mày không muốn chết thì sẽ không chết sao?" Hai người vẫn đang cãi nhau. Giang Sách nhíu mày, "Làm sao có thể để tiếng ồn ào như vậy trong linh đường của Trình Hải chứ?" và miệng. Ngay lập tức, hai người đàn ông cầm ván gỗ bước vào, họ tát mạnh vào miệng Kevin Diêm và Chu Doãn Cường khiến máu chảy ròng ròng. Hai người họ lúc này mới hoàn toàn yên lặng. chương 707, Tống Tiền. Giang sách thản nhiên nói, để bọn chúng dập đầu lại, mỗi người một ngàn cái và sám hối tội lỗi của chúng. Hai thuộc hạ đè cổ Chu Doãn Cường và Kevin Diêm, buộc họ phải quỳ lại. Một, hai, ba. Hai người, mỗi người đều quỳ lại cả ngàn lần, đầu như bị vỡ vụn, mặt đất nhuộm đầy máu tươi, cả hai đều choáng váng và suýt nữa thì ngất đi. Hai mắt Kevin diêm đầy sao vàng, cuối cùng vẫn là cầu xin thương xót, và miệng cũng đã vả, đầu cũng đã dập, anh đã thực thi trừng phạt tôi rồi, anh tha cho tôi được không? Chu Doãn Cường ở bên cạnh không thể chống đỡ được nữa. Vừa rồi ông ta còn rất cứng rắn, nói cái gì mà sẽ không cầu xin gì cả, nhưng sau một thời gian bị dạy dỗ, Ông ta đã trở nên trung thực ngay lập tức. Đối mặt với cái chết, rất ít người có thể giữ được thái độ cứng rắn. "Tôi, tôi cũng biết sai rồi. Mọi chuyện đều là ý của Kevin Diêm và cũng chính tay nó giết Trình Hải, thực ra tôi vô tội mà. Giang Sách, muốn giết thì cứ giết Kevin Diêm, có thể tha cho tôi được không? Tôi sẵn sàng lấy hết tài sản của mình ra cho cậu, chỉ cần cậu để tôi sống, được không?" Kevin Diêm nhìn chằm chằm Chu Doãn Cường. Anh ta đã không còn sức để cãi nhau. Tuy nhiên, lời nói của hai người họ hoàn toàn không ảnh hưởng đến quan điểm của Giang Sách. Anh quay lại nhìn hai người họ. Bây giờ mới biết hối hận à? Lúc trước, khi các người định giết chú Trình của tôi, sao các người không biết nói hối hận? Lúc đó chú Trình phát bệnh, thuốc đặc trị ở ngay trên tay ông ấy, ngay lúc đó các người biết ông ấy đau đớn thế nào không? Lúc đó, chỉ cần các người mềm lòng một chút, ông ấy vẫn có thể sống sót khi hai tên chó chết các người không những không cứu người mà còn hưởng niềm vui khi lùa người ta vào chỗ chết. Các người có còn là người không, để cho các người tiếp tục sống là nỗi bất bình lớn nhất đối với người khác. Người đâu, hành quyết. Nghe lệnh, hai người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen bước vào. Họ đứng cạnh Chu Doãn Cường và Kevin Diêm, một bên trái và một bên phải. Sau đó, họ lấy khẩu súng lục của mình ra một cách thuần thục và đặt nó vào thái dương của Chu Doãn Cường và Kevin Diêm đừng tôi chưa muốn chết tha cho tôi đi tôi sẽ đưa tiền cho cậu sẽ đưa hết tiền cho cậu tha mạng cho tôi đi hai người vẫn đang đấu tranh dữ dội giang sách tâm cứng như đá lập tức xua tay hành quyết bùm bùm hai tiếng súng liên tiếp vang lên máu bắn ra tung tóe hai xác chết lần lượt ngả xuống trước linh đường hai con chó bức chết trình hải đã hoàn toàn bị xử sạch giang sách nhìn về phía quan tài và thở dài một hơi khiêng quan tài đi. Bước tiếp theo là đưa quan tài đến nơi quy định để an táng, người nhà họ Trình đã đợi sẵn ở đó. Giang sách không để Trình Đan Đình đợi ở đây cũng là để ngăn cô ấy nhìn thấy cảnh đẫm máu của Chu Doãn Cường và Kevin Diêm khi bị bắn. Đối với giang sách hiện chiến, giết hai người chẳng là gì cả. Nhưng đối với Trình Đan Đình đơn thuần, nếu cô ấy nhìn thấy cảnh này, ước chừng sẽ để lại bóng đen tâm lý cả đời. Sau đó, Giang sách lên xe và khởi hành đến địa điểm đã định. Quan tài của Trình Hải được xe chuyên dụng kéo đi, có tổng cộng 100 chiếc xe màu đen, 50 chiếc phía trước và 50 chiếc phía sau, xe tang ở giữa. Đường vào Nghĩa Trang cũng đã được dọn từ lâu, không có xe cộ qua lại. Tốc độ của xe không nhanh lắm. Trên đường đi, tiếng nhạc đau buồn vang lên, tiền giấy giải rác trên bầu trời. Người dân hai bên đường xuống xít chỉ trỏ, không biết ông lớn nào đã chết, còn để cả khu Giang Nam dọn đường, đưa tiễn. Đây là điều cuối cùng Giang Sách có thể làm cho Trình Hải. Bây giờ nghĩ lại, khi Trình Hải còn sống, Giang Sách dường như thực sự không làm được gì nhiều cho ông ấy. Chú Trình, đi đường bình an. Giang Sách nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ với tâm trạng u ám. Vừa mới chạy được nửa đường thì đột nhiên có 5-6 người mặc đồ tang lao ra chặn đường xe đang đi. Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng họ cũng đang tiến Trình Hải, nhưng mọi chuyện lại khác hẳn những gì mọi người nghĩ. Những người này nằm dưới đất và khóc lóc, chặn cả đoàn xe trên đường. Đoàn xe dừng lại. Giang Sách không hài lòng, hôm nay là ngày chôn cất Trình Hải, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Một tên cấp dưới chạy tới nói bên cạnh xe của Giang Sách, "Lão đại, những người phía trước hình như là người thân của Chu Doãn Cường, nói rằng chúng ta đã giết Chu Doãn Cường, muốn đòi công lý cho Chu Doãn Cường, sống chết không cho chúng ta đi, phải làm sao đây?" Mạnh mẽ ép họ rời đi hả? Có rất nhiều người vây xem tại hiện trường, nếu cưỡng bức họ e là sẽ có tác động xấu. Giang Sách nheo mắt lại, là người thân của Chu Doãn Cường ư? Anh khinh khỉnh chế nhạo. Nếu thật sự là vì Chu Doãn Cường, vậy thì đã sớm chạy tới linh đường để gây rối, không phải gây rắc rối trên đường như thế này rồi. Nhìn trang phục của bọn họ, cũng biết là đã thiết kế trước, không phải chuẩn bị tạm thời. Nói cách khác, những người đang khóc lóc này ngay từ đầu đã biết chu doãn cường sẽ bị xử tử vì vậy họ đã bày ra một vở kịch như vậy và cố ý chờ ở đây để đón xe mục đích là vì tiền giang sách đẩy cửa xe bước ra vài bước đã đi tới trước mặt những người đó anh lạnh mặt nói nếu là vì tiền tôi khuyên các người nên rời đi hôm nay không phải là lúc để các người làm loạn mà đòi tiền lời còn chưa dứt mọi chuyện còn tệ hơn sau khi nhìn thấy giang sách một đám người đều tràn đầy năng lượng, khóc to hơn, lăn trên mặt đất, khóc lóc và kêu gọi công lý. Nhìn biểu hiện này, không giống như bọn họ tới đây để tống tiền, mà giống như bị người khác ủy thác, cố ý đến khiến cho giang sách ghê tởm. Ai lại làm một điều nhàm chán như vậy? Lúc này, Mộc Dương Nhất đi tới, nhẹ nhàng nói, lão đại, cho tôi 10 phút, tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng. Ừ, tốc độ. Giang sách nhẹ nhàng bước sang một bên, trong lòng thầm tính toán. Rõ ràng, những người này không tạo thành ảnh hưởng nhiều đến anh, nhưng quả thật đã khiến anh chán ghét một phen. Người đứng sau hậu trường có lẽ chỉ muốn giang sách chán ghét một chút. Hoặc là tận dụng ngày đặc biệt hôm nay để gửi thư khiêu chiến cho Giang Sách. Giang Sách đã trêu chọc rất nhiều kẻ thù, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi gặp phải một điều như vậy, câu hỏi đặt ra là đối thủ nào đang liều lĩnh và chọn cách nhảy ra vào thời điểm quan trọng như vậy. Tra được rồi mộc dương nhất nói thẳng những người này đều là tội phạm có tiền án trước đây họ đã từng làm những việc như chặn xe và tống tiền hơn nữa bọn họ không liên quan gì đến chu doãn cường không phải họ hàng gì cả rõ ràng đây là một kế hoạch có chủ đích cố ý gây rắc rối giang sách gật đầu và nhìn những người này bây giờ các người còn gì muốn nói không lần này một số người đang khóc lóc thảm thiết tại hiện trường đã sững sờ làm sao họ biết rằng danh tính của họ sẽ bị phơi bày nhanh chóng như vậy chứ? Trước kia, cho dù là bại lộ thì cũng sẽ mất một đoạn thời gian, bây giờ chưa đến 10 phút mà đối phương đã điều tra ra hết rồi. Thật là khủng khiếp, chính xác thì đội ngũ trước mắt này là ai chứ? Nhiều người nhanh chóng lau nước mắt và sợ hãi nói, "Không, không liên quan đến chúng tôi, chúng tôi cũng không muốn làm điều này." Có người đã đưa cho chúng tôi 50.000 nhân dân tệ mỗi người và buộc chúng tôi phải đến chúng tôi không thù không oán với anh, chúng tôi không cố ý làm điều đó. Giang sách dò hỏi, ai đã yêu cầu các người làm điều đó? Đó là Đan Long Hưng của Châu Báu Thiệu Anh. Châu Báu Thiệu Anh, Đan Long Hưng. Giang sách khó hiểu, hình như anh và Châu Báu Thiệu Anh chưa từng có liên quan gì thì phải. Về phần Đan Long Hưng, anh thậm chí chưa bao giờ nghe tên. Rốt cuộc thì tại sao bên kia lại công khai khiêu chiến với anh? Giang Sách thực sự không thể hiểu được rốt cuộc anh đã đắc tội đối phương khi nào. Trước tiên cứ đưa đi, từ từ thẩm vấn. Một số người đều choáng váng. "Không, chúng tôi đi ngay được không? Chúng tôi không muốn có thêm tiền nữa, đi ngay." Mộc Dương nhất cười nói, "Đi ư? Đã muộn rồi, đưa theo cho tôi." Ngay lập tức, một nhóm đông người đã ập đến, còng tay và bắt đi một số người chặn xe để gây rối. Giang Sách quay trở lại xe, đoàn người tiếp tục tiến lên. Trong xe, Giang Sách nhắm mắt lại và không ngừng hồi tưởng, rốt cuộc anh có mâu thuẫn gì với Châu Báo Thiệu Anh hay không? Anh cũng biết Châu Báo Thiệu Anh là một công ty lớn mới nổi gần đây ở khu Giang Nam. Vốn dĩ với tư cách là tổng phụ trách, Giang Sách cũng đã chuẩn bị đi thăm hỏi xí nghiệp này, có lẽ sau này có thể trở thành cú hích lớn cho khu Giang Nam, ai ngờ bên kia đã tới cửa khai chiến như vậy. Chính xác là tại sao? Nghĩ tới nghĩ lui, giang sách chỉ có thể nghĩ đến một điểm xí nghiệp thiên đình châu báu thiệu anh đã có màn ra mắt hoành tráng sau khi mua lại xí nghiệp thiên đình có thể đó là tàn tích của xí nghiệp thiên đình có khả năng này nhưng vẫn không có khả năng lắm quên đi binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn tôi muốn xem châu báu thiệu anh này có thể dở trò gì giang sách dựa lưng vào ghế và ngừng suy nghĩ về điều đó vào lúc này trong một nhà hàng trên phố rip và đan long hưng đang ngồi đối mặt với nhau trên bàn đầy những món ăn thịnh soạn đan long hưng tò mò hỏi chủ tịch tại sao anh lại muốn nhắc nhở giang sách vốn dĩ chúng ta trong bóng tối anh ta ở ngoài sáng chúng ta tuyệt đối có lợi thế hiện tại lợi thế này đã không còn rip bật cười ha hả toàn bộ khu giang nam đều có thế lực của giang sách trải khắp cho nên cũng chỉ có cậu mới nghĩ đó là yêu thế thôi chờ xem lần bước dây động rừng này không biết Giang Sách đã bồi dưỡng bao nhiêu con rắn độc. Sau khi nhìn thấy toàn bộ thế lực của anh ta, tôi sẽ dễ dàng lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Đan Long hưng lại hỏi, "Chủ tịch, tiếp theo ngài định làm gì?" "Đã đến lúc nghiêm túc động thủ rồi nhỉ?" Rick nhẹ nhàng nói, "Đừng vội, chờ có cơ hội, tôi sẽ gặp Giang Sách, mọi người sẽ tìm hiểu nhau trước, đã đến lúc để anh ta biết rằng khu Giang Nam này cũng không phải chỉ có một mình Giang Sách định đoạt." "Được rồi, đừng lo lắng nữa, ăn cơm đi." chương 708, xong hết rồi. Khi tới gần trưa, đoàn xe đến khu quy hoạch Nghĩa Trang, người nhà họ Trình đã có mặt ở đây từ rất sớm. Một đội đặc biệt khiêng quan tài vào Nghĩa Trang, Trình Đan Đình nhìn lần cuối, gật đầu và đồng ý hạ táng. Có người chuyên môn lấy hũ cho cốt, bỏ vào rồi niêm phong, phần mộ bên cạnh là của Giang Mạch. Theo cách này, Trình Hải và Giang Mạch cũng được coi là hàng xóm, đối với hai người bọn họ mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Giang sách đứng nhìn hai ngôi mộ, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cuối cùng cũng hoàn thành được điều mong đợi bấy lâu nay, tin rằng Trình Hải ở trên trời cũng sẽ rất vui. Chú Trình, đi đường bình an. Giang sách và Trình Đan Đình cùng lúc quỳ xuống trước mộ của Trình Hải và dập đầu thương tiếc. Có nhà sư đang gõ mõ đọc kinh trước hai phần mộ. Trong bảy ngày đầu tiên, cuối cùng thì thù nên báo cũng đã báo, những tên bức hại Trình Hải và Giang Mạch không bị giết cũng bị bắt. Cảnh tượng ngoạn mục về lễ tiễn biệt của Trình Hải là điều hiếm thấy trong lịch sử toàn khu Giang Nam, đương nhiên nó cũng đã xuất hiện trên các tờ báo lớn. Mãi về sau, người ta mới biết người chết chính là Tổng Giám đốc của Khoa học Kỹ thuật Tầm Mộc, thảo nào thanh thế lại lớn như vậy. Cả một ngày, Giang Sách đều giải quyết những chuyện liên quan đến Trình Hải, anh bận mãi đến khi mặt trời lặn mới trở về nhà. Vừa về đến nhà liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Một người phụ nữ, đó không phải là Đinh Mộng Nghiên, mà là chị cả Đinh Tử Ngọc. Cô ta tới đây làm gì? Còn nhớ lần trước cô ta đưa Đinh Phong Thành đến, ngoài miệng thì nói rằng mọi người nên hòa thuận, nhưng thật ra cô ta vẫn tìm mọi cách để hãm hại Đinh Mộng Nghiên, từ tận đáy lòng giang sách cảm thấy ghê tởm người phụ nữ này. Thêm vào đó, chuyện của Trình Hải ngày hôm nay càng khiến Giang Sách cảm thấy bực bội và khó chịu hơn. Ông xã, anh về rồi à? Đinh Mộng Nhiên đi tới và hỏi với vẻ quan tâm, chuyện chú Trình sắp xếp xong hết chưa? giang sách trả lời xong hết rồi đang nói giang sách cố ý liếc nhìn đinh tử ngọc cố ý hay vô ý chị cả hôm nay đến thăm có mục đích gì sắc mặt của đinh mộng nhiên có chút khó coi điều này khiến giang sách càng thêm khó chịu biết đinh tử ngọc nhất định đã nói điều gì đó khiến đinh mộng nhiên không vui loại người này hết lần này đến lần khác muốn hãm hại đinh mộng nhiên giang tiêu đã không có thiện cảm từ lâu không đợi đinh mộng nhiên nói giang sách đã trực tiếp mắng rốt cuộc thì cô muốn làm gì Ninh Tử Ngọc nhanh chóng đứng lên, nói với vẻ vô tội, em rể, đừng nóng giận, hôm nay tôi tới đây cũng không có ác ý gì, mà là muốn nhờ các cậu giúp một chuyện. Giúp ư, ừ, thân phận của Đinh Tử Ngọc là gì? Chồng cô ta là đường văn mạt, có địa vị cao ở đông vực, sao cô ta có thể cần đến sự giúp đỡ của Đinh Mộng Nhiên chứ? Chồng đừng nóng giận, từ từ ngồi xuống nói chuyện, nghe giọng điệu của Đinh Mộng Nhiên, có vẻ như không có gì đặc biệt khó chịu, lúc này tâm trạng của Giang Sách mới dịu đi một chút anh ngồi xuống bên cạnh đinh mộng nghiên đinh mộng nghiên liếc nhìn đinh tử ngọc chị cả chị nói đi được đinh tử ngọc thở dài sau đó nói với giọng nặng nề ngày mốt sẽ là ngày diễn ra cuộc họp cổ phần thường niên của nhà họ đinh chúng ta nơi chúng ta sẽ thảo luận về sự thay đổi vốn chủ sở hữu của mọi người thậm chí liên quan đến việc kế thừa và chuyển giao vị trí gia chủ vỗ dĩ cũng không có gì đâu cứ làm theo bình thường là được nhưng em dễ biết không lần trước chúng ta đến thành phố giải trí chơi anh hai Đinh Phong Thành của cậu đã mất hết cổ phần, 15% cổ phần đó, đến bây giờ cậu ta cũng không dám nói với ông nội. Nếu ông nội phát hiện ra chuyện này, nhất định sẽ lột ra cậu ta. Bình thường không nói cũng không sao, ai cũng giấu thì không ai biết cả. Vấn đề là cuộc họp cổ phần sẽ được tổ chức vào ngày mốt, và tất cả các vố sở hữu đều phải rõ ràng, không nói thì không được. Đến lúc đó sự thật bị bại lộ, em hai sẽ phải làm sao? Những lời này nghe thật đau lòng, như thể đinh tử ngọc thực sự quan tâm cho đình phong thành giang sách thầm chế nhạo trong lòng khi nghe điều này nếu thật sự quan tâm như vậy tại sao ngày đó lại cố ý hại đinh phong thành con dao hai lưỡi đinh tử ngọc này chắc chắn có vấn đề đinh mộng nghiên nói dù sao anh hai cũng là người kế vị tương lai được ông nội chỉ định là người đứng đầu tương lai của nhà họ đinh nếu anh ấy ngã xuống nhà họ đinh sẽ xong đời vậy nên chị cả mới tìm em để bàn bạc mọi người lấy vốn tự có chuyển cho anh hai để giúp anh hai vượt qua khó khăn này. Đinh Tử Ngọc nói, tôi và Mộng Nhiên mỗi người sở hữu 10% vốn chủ sở hữu. Bây giờ mỗi người chúng tôi lấy ra 7,5% vốn chủ sở hữu, gộp lại cũng được 15%, có thể giúp phong thành được chút ít. Đây là mục đích đến đây lần này của Đinh Tử Ngọc. Đinh Mộng Nhiên nhìn về phía Giang Sách, chồng, anh nghĩ thế nào? Giang Sách cười khúc khích nói, một thời gian dài trước đây anh đã nói, về chuyện vốn chủ sở hữu của nhà họ Đinh, Mộng Nhiên, em có thể tự quyết định, anh sẽ không can thiệp. Đinh Mộng Nhiên gật đầu, được, vậy thì em sẽ tự mình làm chủ. Cô nói với Đinh Tử Ngọc, chị cả, nói thật với chị, vì vấn đề vốn chủ sở hữu này, mối quan hệ giữa em và ông nội đã xấu đi quá nghiêm trọng, em đã có ý định trả lại vốn chủ sở hữu từ lâu rồi. Vậy nên chị cả, lần này em đưa 10%, chị chỉ cần đưa 5% thôi. Đinh Tử Ngọc Kinh ngạc nói, Mộng Nhiên, như vậy sao có thể thích hợp chứ? Chương 709, trả lại hết. Không có gì không thích hợp cả. Mộng Nhiên, cảm ơn em." Đinh Tử Ngọc nói thêm, "Chuyện đó không nên trì hoãn, chúng ta sẽ làm thủ tục ngay bây giờ. Mộng Nhiên, em chuyển phần em cho chị trước, sau đó chị sẽ đến nhà Phong Thành và chuyển 15% cho nó luôn." Nghe vậy, Đinh Mộng Nhiên và Giang Sách nhìn nhau. Đầu tiên là chuyển cho cô ta, sau đó cô ta sẽ chuyển cho Đinh Phong Thành ư? Ha ha. Vậy nếu cô không chuyển cho Đinh Phong Thành thì sao? Đinh Mộng Nhiên cắn môi, khẽ lắc đầu và nói, được rồi, làm ngay đi. Mặc dù cô lo lắng, nhưng Đinh Mộng Nhiên không từ chối và vui vẻ đồng ý ngay. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, Đinh Mộng Nhiên đã chuyển toàn bộ vốn chủ sở hữu của mình cho Đinh Tử Ngọc. Đinh Tử Ngọc hài lòng nói, vậy chị sẽ đến gặp Phong Thành ngay và chuyển 15% vốn cổ phần cho nó, để nó yên tâm. Đi đi, chị cả. Ừm. Đinh Tử Ngọc vội vàng đứng lên rời đi, như thể lo lắng rằng Đinh Mộng Nhiên sẽ đổi ý. Nhìn bóng lưng cô ta đang dần đi xa, Giang Sách nhẹ giọng nói, kỹ năng diễn xuất kém cỏi. Quay đầu lại, Giang Sách nhìn Đinh Mộng Nhiên và nói, chắc em cũng nhìn ra được cô ta không thực sự muốn giúp Đinh Phong Thành. Đúng vậy. Vậy thì sao em vẫn giúp cô ta? Đinh Mộng Nhiên nở một nụ cười gượng gạo, bởi vì em thực sự chán ngấy loại đấm đá lẫn nhau này, rõ ràng là người nhà nhưng lại sống như kẻ thù. Cô duỗi tay ôm eo Giang Sách và đặt đầu mình vào ngực Giang Sách. Đưa hết cổ phần cho chị cả và để chị ấy đóng vai kẻ xấu đi. Nếu chị ấy chuyển cổ phần cho anh hai thì không nói, còn nếu không chuyển, vậy thì mâu thuẫn với anh hai, cứ để họ tự giải quyết. Em chịu đủ rồi, không muốn bị cuốn vào nữa đâu. Có thể nhận ra từ giọng điệu thở dài của cô rằng cô đã thực sự mệt mỏi. Trong suốt thời gian dài như vậy, nhà họ Đinh đã quấy rối và đàn áp Đinh Mộng Nghiên bằng nhiều cách khác nhau thậm chí ông cụ còn đích thân ra tay. Cuộc sống như thế thực sự quá đủ rồi, không cần tiếp tục nữa. Đinh Mộng Nhiên nói, em sẽ không chỉ trả lại vốn chủ sở hữu, mà tại cuộc họp cổ phần vào ngày mốt, em sẽ tự nguyện từ chức. Từ nay về sau, em sẽ không còn là một phần của công ty sản xuất nhiệt đinh nữa, không liên quan gì đến nhà họ đinh nữa. Để có thể nói ra những lời như vậy, Đinh Mộng Nhiên thực sự đã rất thất vọng với nhà họ đinh. Vì một chút lợi ích mà đấm đá lẫn nhau, ai thích đánh thì đánh dù sao cô cũng không định tiếp tục đánh đấu nữa cô sẵn sàng rút lui giang sách vuốt tóc đinh mộng nghiên trong lòng nói e rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy sau khi đinh tử ngọc rời đi thay vì tìm đinh phong thành như cô ta nói cô ta lại lái xe đến cổng nhà tù hôm nay là ngày anh cả của cô ta đinh hồng diệu được ra tù với sự giúp đỡ của đường văn mạt đinh hồng diệu cuối cùng đã có thể ra ngoài để hít thở không khí trong lành anh ta rất khiêm tốn không có bất kỳ nghi thức chào đón nào mang theo một chiếc túi nhỏ rách nát và mặc một chiếc áo phông đơn giản đinh hồng diệu khôi mô tuấn tú đã không còn mà giờ chỉ còn lại một ông chú đầy vẻ thăng trầm mà thôi anh đinh tử ngọc lao lên chui vào vòng tay của đinh hồng diệu hai anh em gặp lại nhau sau nhiều năm khiến đinh tử ngọc rất xúc động anh à cuối cùng anh cũng ra tù anh có biết bao năm qua em đã phải chịu bao nhiêu oan ức không Lão già Đinh Trọng kia chỉ biết coi trọng Đinh Phong Thành và phân biệt đối xử với phụ nữ. Anh, anh nhất định phải báo thù cho em. Đinh Hồng Diệu gật đầu, cho dù em không nói, anh cũng sẽ không tha cho lão già kia. Anh đã ở tù nhiều năm như vậy, anh cũng muốn ông ta ăn cơm tù rồi mới đi. Cả hai ra khỏi cổng trại giam, lên xe và rời đi. Trên xe, Đinh Tử Ngọc mừng rỡ như điên nói, anh à, như anh đã dự đoán, Mộng Nhiên thực sự đã chuyển toàn bộ vốn chủ sở hữu của nó cho em. Vấn đề là em nghĩ cô ta đã thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô ta vẫn không từ chối em. Đinh Hồng Diệu mỉm cười. Tính tình của em gái là như vậy, làm theo cảm tính, ăn mềm không ăn cứng. Hơn nữa, cô ta muốn đưa hết cổ phần cho em, để em làm người xấu, để em và lão già kia cùng với Đinh Phong Thành mâu thuẫn, cô ta có thể thoát ra khỏi vòng xoáy. Nhất định là như thế. Đinh Tử Ngọc gật đầu. Mộng Nhiên đã định là không thể làm được việc lớn, không nhắc tới nó nữa. Anh à, với 10% cổ phần cuối cùng của Mộng Nhiên, những gì chúng ta phải làm đều có thể hoàn thành xuất sắc. Đinh Hồng Diệu gật đầu, đừng vội mừng, ngày mốt anh phải thiết kế quy trình cuộc họp cổ phần, ha ha, anh phải cho lão già kia một bất ngờ. Bất ngờ, e là một hồi sợ hãi mới đúng. Bất kể là như thế nào, dù sao quai hàm của lão già kia cũng không thể đóng lại được, ha 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 ha. Đinh Hồng Diệu và Đinh Tử Ngọc cùng cười ha hả, một âm mưu chống lại Đinh Trọng và nhà họ Đinh sắp đi đến hồi kết. chương 710, mọi người nhìn nhau, cũng không ai nói lời nào. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt, ngày diễn ra hội nghị cổ phần của nhà họ Đinh đã đến. Hôm nay, tất cả các thành viên trong nhà họ Đinh đều có mặt đông đủ. Không chỉ những người có cổ phần riêng như Đinh Tử Ngọc, mà cả những người không liên quan đến nhà họ Đinh cũng tham dự cuộc họp cổ phần. Cả hội trường khổng lồ, mấy chục chiếc ghế xếp đầy cạnh nhau. Không khí khá căng thẳng. Tưởng chừng như đây là một nghi thức bình thường của gia đình, là một nghi thức diễn ra hàng năm, chỉ lướt qua rồi thôi, nhưng thực tế thì mạch sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Đinh Khải Sơn ngáp một cái và lẩm bẩm, họp cổ phần cái rắm gì, cũng chẳng chia cho tôi chút cổ phần, trước gia chủ cũng chẳng đến tay tôi, hừ, bệnh hình thức, có ý nghĩa gì chứ? Đinh Trọng đang ngồi ở đầu bàn hội nghị, hơi bất mãn chừng mắt nhìn Đinh Khải Sơn im lặng. Đinh Trọng hét lớn một tiếng, tất cả mọi người trong phòng đều ngậm miệng lại, cả hội trường ồn ào ban đầu lập tức yên tĩnh. Ông ta nhìn quanh và nói lớn, "Hôm nay là ngày họp cổ phần thường niên của nhà họ Đinh chúng ta." Như thường lệ, chúng ta, Đinh Trọng nói một hơi dài, tất cả mọi người nhìn ông ta với ánh mắt vô thần. Thật sự rất nhàm chán. Năm nào cũng sẽ nói như vậy, cuối cùng không phải sẽ không có bất kỳ thay đổi nào sao? Sau 20 phút nói chuyện, điểm mấu chốt đã đến thay đổi gia chủ đinh trọng ho khan một tiếng và nhắc nhở mọi người chú ý ông ta hỏi điều quan trọng đầu tiên tại cuộc họp cổ phần ngày hôm nay là sự thay đổi gia chủ của nhà họ đinh không biết là các vị đang nắm giữ cổ phần của nhà họ đinh muốn tôi tiếp tục duy trì chức vụ trong năm nay hay là muốn lựa chọn một người khác đảm nhiệm chức gia chủ mọi người cứ nói chuyện thoải mái không cần kiêng rè gì cả mọi người nhìn nhau cũng không ai nói lời nào diễn biến với tốc độ này có vẻ như gia chủ của năm nay sẽ không có gì thay đổi đinh khải sơn mỉm cười tôi đã nói mà có cái rắm mà thay đổi ông cụ đã lớn tuổi rồi thế mà còn muốn chiếm hầm cầu không chê khó chịu sao đinh mộng nghiên kéo tay áo của đinh khải sơn bố đừng tranh cãi đinh trọng cao mày chừng mắt nhìn đinh khải sơn lão tam có ý kiến gì thì cứ nói trắng ra đi đừng làm bộ như uất ức lắm đinh khải sơn nhún vai con thì có thể nói cái gì chứ con muốn nói, có thể cho con làm gia chủ không? Bố sẽ cho con nói sao?" Ninh Trọng cười khẩu. "Mày thậm chí còn không có một chút vốn chủ sở hữu nào, vậy mà còn muốn trở thành gia chủ sao?" Ninh Trọng thờ ơ nói, "Có thể nói, chỉ cần anh có thể thuyết phục được mọi người nắm cổ phần trong nhà họ Đinh là được, nếu họ ủng hộ anh, vậy thì chuyện anh làm gia chủ cũng không phải không thể, ngay cả tôi cũng không phản đối." Đinh Khải Sơn trợn mắt nhìn ông ta, "Đừng nói nhảm nữa." Ông mà ủng hộ tôi mới là lạ đó." Đinh Trọng không có ý định tiếp tục nói chuyện với ông ấy, chỉ nhìn mọi người và hỏi nhẹ, "Còn ai có ý kiến khác không?" Mọi người đều nhìn nhau. Có thể không đồng ý được sao? Hiện tại, Đinh Trọng nắm giữ nhiều cổ phần nhất, tiếp theo là Đinh Phong Thành. Hoặc là Đinh Trọng tiếp tục làm, hoặc truyền ngôi cho Đinh Phong Thành. Dù sao thì, Đinh Phong Thành cũng là người thừa kế tương lai do Đinh Trọng chỉ định. Nhưng với bộ dạng hiện tại của Đinh Phong Thành, làm sao anh ta có thể lãnh đạo được nhà họ Đinh chứ? Do đó, việc Đinh Trọng tiếp tục tại vị là điều chắc chắn. Thấy mọi người không lên tiếng, Đinh Trọng gật đầu, cha, xem ra mọi người không có ý kiến gì cả nhỉ. Lời còn chưa dứt, Đinh Tử Ngọc đã vung tay lên, ông nội, cháu muốn nói vài lời. Ồ, Đinh Trọng sướng sờ, đang êm đẹp mà con nhóc này nhảy ra nói cái gì chứ? Audio điện tử võ tấn bền. chương 711, Hội nghị cổ phần. Xét thấy Đinh Tử Ngọc đã giúp ông ta bày mưu tính kế suốt cả năm và cùng quan điểm với mình, Đinh Trọng không nghi ngờ gì cả. Ông ta thuận miệng hỏi, Tử Ngọc, cháu muốn nói gì vậy? Đây là điều không thể tin được, Đinh Tử Ngọc trực tiếp ra oai phủ đầu với Đinh Trọng. Cô ta nở nụ cười quỷ dị, ông nội, cháu cảm thấy tuổi ông cũng lớn rồi, cho dù ý thức của ông vẫn còn minh mẫn, nhưng thân thể của ông cũng đã khó trụ vững rồi, chưa kể nhiều ý nghĩ của ông cũng không còn theo kịp thời đại nữa sự suy sụp từng bước của nhà họ Đinh bây giờ là một bằng chứng tốt nhất. Vậy nên cá nhân cháu cho rằng nên từ chức thì từ chức, để người có sức khỏe tốt hơn, tư duy tốt hơn kế vị, sẽ có lợi hơn cho nhà họ Đinh của chúng ta. Ngay sau lời vừa nói ra, cả căn phòng đều rơi vào vẻ kinh ngạc. Tất cả những người trong phòng đều sướng sờ, ngay cả Đinh Khải Sơn vốn cả lơ phất phơ cũng không bình tĩnh nổi. Trước đó ông ấy nói muốn làm gia chủ chỉ là nói chơi thôi. Nhưng Đinh Tử Ngọc thì khác. Cô ta không nói đùa đâu, cô ta đang nghiêm túc đấy. Đinh Khải Sơn nở nụ cười, uầy, tử ngọc, không phải cô ở cùng chiến tuyến với ông cụ sao? Sao lại đạp bàn của ông cụ thế? Đinh Tử Ngư khẽ cười, chú ba, cháu không ở cùng với ai cả, cũng không đạp bàn của ông nội, mà chỉ lo lắng cho tương lai của nhà họ Đinh thôi. Lời nói rất đường hoàng, khuôn mặt của Đinh Trọng trở nên xanh mét, ông ta không bao giờ tưởng tượng rằng Đinh Tử Ngọc, người luôn được coi là phụ tá của ông ta, sẽ có một ngày nhảy ra và nói với ông ta bằng một giọng điệu như vậy cô ta muốn làm phản sao tử ngọc cháu nói cũng có lý vậy thì ông muốn nghe xem cháu đề nghị ông từ chức vậy thì ông phải nhường chức cho ai đây khi nói điều này đinh trọng phóng tầm mắt nhìn về phía đinh phong thành theo quan điểm của đinh trọng đinh phong thành hẳn đã cấu kết với đinh tử ngọc để chiếm đoạt địa vị vì chỉ có đinh phong thành mới đủ tư cách kế vị tuy nhiên đinh phong thành cũng rất bối rối anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra liên tục lắc đầu ông nội không liên quan gì đến cháu cả đinh trọng khịt mũi lạnh lùng và nhìn đinh tử ngọc một lần nữa nếu không phải là đinh phong thành thì còn có thể là ai đinh tử ngọc lên kế vị chức gia chủ ư không thể nào cô ta là phụ nữ và người của nhà họ đinh sẽ không bao giờ cho phép phụ nữ gia chủ và những người đàn ông ở thế hệ trẻ chỉ có giang sách đinh trọng lại lắc đầu điều đó tuyệt đối không thể giang sách là người ngoài cuộc lại như nước với lửa với đinh tử ngọc cho nên cô ta không thể tiến cử giang sách lên kế vị chức gia chủ được vậy còn có thể là ai đinh trọng nhìn chằm chằm vào đinh tử ngọc chờ đợi kết quả của cô ta đinh tử ngọc nở nụ cười mê hoặc nhìn về phía cửa phòng hội nghị trước mặt mọi người giọng điệu có chút hưng phấn anh đến lúc anh xuất hiện rồi anh anh trai của đinh tử ngọc trong chốc lát khuôn mặt của đinh trung lộ ra vẻ kinh hãi không cần nói gì ông ta cũng đã biết mục đích của đinh tử ngọc là gì và cô ta định giới thiệu ai cửa hội trường mở ra ánh mắt mọi người đảo qua nhìn thấy một người đàn ông hơi u ám trong bộ vest và đôi giày da sải bước đi vào mọi người trong nhà họ đinh nhất thời không ngậm được miệng còn đinh trọng thì ngạc nhiên đứng lên trở lại rồi người đàn ông khiến đinh trọng gặp ác mộng hàng đêm đã trở lại đinh hồng diệu vâng ông nội cháu đã trở lại đinh hồng diệu kêu hãnh đứng trước mặt mọi người lạnh lùng nhìn đinh trọng với tư thế bễ nghế. Chương 712, có nhầm lẫn gì không? Sự xuất hiện của đinh hồng Diệu giống như một quả ngư lôi ném xuống nước, khuấy lên những con sóng lớn. Mọi người trong hội trường đều sững sờ, không nói nên lời. Ngoại trừ một vài người như đinh Tử Ngọc, không ai có thể nghĩ đến sự xuất hiện của anh ta. Người này suýt chút nữa đã cướp đi ghế gia chủ từ tay đinh trọng, bây giờ lại xuất hiện dường như anh ta muốn hoàn thành những gì chưa làm được trong quá khứ điều đáng sợ hơn nữa là giờ đây đinh hồng diệu không chỉ giỏi mưu mô mà còn biết kiềm chế hơn không còn công khai như trước liệu đinh hồng diệu ngày nay có còn điểm yếu nào không gần như là không đinh hồng diệu đi về phía đám đông và nói với một nụ cười ông nội đã lâu không gặp đinh trọng nhìn thẳng vào mắt anh ta ông ta ngàn tính vạn tính cũng không tính đến điểm này tại sao tại sao mày đã trở lại? Tại sao ư, ông nội không chào đón cháu à? Rõ ràng mày còn hơn một năm phạt, không thể ra tù sớm như vậy được. Có vẻ như ông nội không quan tâm cháu nhiều rồi. Đinh Hồng Diệu nói, cháu đã luôn thể hiện tốt trong tù, vì vậy cháu đã được trả tự do trước thời hạn đó. Mỗi lời nói của người đàn ông trước mặt đều gây ra một đòn đả kích mạnh vào Đinh Trọng. Đây là lần đầu tiên Giang Sách nhìn thấy Đinh Trọng sợ hãi như vậy, không khỏi tò mò hỏi anh ta là ai thế. Đinh Mộng Nghiên thì thầm vào tai anh và giải thích đại khế về những việc làm của Đinh Hồng Diệu, giang sách mỉm cười sau khi nghe hết, giờ anh đã biết tại sao trước đây Đinh Tử Ngọc lại có nhiều hành động bất thường như vậy. Hóa ra Đinh Tử Ngọc vẫn luôn dốc sức trợ giúp Đinh Hồng Diệu lên nắm quyền. Bọn họ đã âm mưu trong bóng tối lâu như vậy, xem ra lần này ông cụ không muốn thoái vị cũng không được rồi. Trầm lặng hồi lâu, Đinh Trọng Hư lạnh một tiếng, Chất vấn Đinh Tử Ngọc, người mà cháu muốn đề cử trước gia chủ là nó sao? Đinh Tử Ngọc gật đầu. Anh cả Đinh Hồng Diệu của cháu là cháu đích tôn của ông nội, trí tuệ xuất sắc, dũng cảm gan dạ, mạnh hơn gấp 10 lần tên vô dụng Đinh Phong Thành kia. Về tình về lý, anh cả Đinh Hồng Diệu nên đảm nhận vị trí gia chủ. Đinh Tử Ngọc cháu là người đầu tiên giơ hai tay ủng hộ. Về thân phận, Đinh Hồng Diệu kế vị cũng không có vấn đề gì, dù sao thì anh ta cũng là cháu đích tôn xét về năng lực không ai trong thế hệ trẻ của nhà họ đinh có thể so sánh với đinh hồng diệu vấn đề là tâm của người đàn ông này không tốt không được ông cụ hoan nghênh mọi người hai mặt nhìn nhau không biết nên làm sao định trọng chế nhạo nói được lắm đinh tử ngọc trước mặt tao thì mày thường cư xử ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ không ngờ sau lưng tao mày lại tung chiêu như vậy được tốt lắm đúng là anh em cá mè một lứa nhưng đừng quên nhà họ đinh này không phải tùy mày quyết định, ai làm gia chủ cũng không phải do mày gật đầu là được. Đinh tử ngọc gật đầu. Ông nói đúng, ai làm gia chủ cũng không tới lượt cháu quyết định, điều quan trọng nhất là phải xem phân phối vốn chủ sở hữu. Cô ta nở nụ cười một cách kỳ lạ và nói, cháu có 10% cổ phần, bố mẹ cháu mỗi người có 5% cổ phần, tức là cộng lại 20%. Thêm 10% cổ phần của Mộng Nhiên là 30%. Đinh Trọng sửng sốt, Quay đầu nhìn Đinh Mộng Nhiên, cháu đưa cổ phần cho Tử Ngọc ư. Đinh Mộng Nhiên có chút bối rối. Cô đã đoán Đinh Tử Ngọc sẽ biển thủ vốn chủ sở hữu của cô, nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo cách này, điều này khiến cô có chút xấu hổ. Giang sách trả lời thay cô, đúng vậy, bây giờ Mộng Nhiên không có cổ phần, tất cả đều giao cho Đinh Tử Ngọc, ông cụ, ông vừa lòng chưa? Vừa lòng cái rắm Đinh Trọng khóc không ra nước mắt trước đó ông ta đã dùng mưu nhiều lần nhưng không thể lấy lại cổ phần của Đinh Mộng Nghiên. Không ngờ đã bị Đinh Tử Ngọc lừa dối lấy đi dễ dàng như vậy. Đinh Trọng Nghiến Giang nói, đây cũng chỉ mới là 30% cổ phần, hoàn toàn không thể kiểm soát việc thay thế gia chủ. Đừng nóng vội, còn nữa. Đinh Tử Ngọc vỗ tay, ngay lập tức, một người đàn ông bước vào, đó là Ninh Luân, ông chủ Ninh của xí nghiệp Hồng Vận. Ngay khi nhìn thấy Ninh Luân, không cần nói thêm gì nữa, Đinh Trọng ngay lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Tôi bị lừa. Đinh Trọng suýt chút nữa nôn ra máu. Trước đây ông ta ngây thơ cho rằng đó là sai lầm trong chiến lược của mình, bị Ninh Luân lấy đi 10% cổ phần, bây giờ nghĩ lại, đó chính là âm mưu mà Đinh Tử Ngọc thiết kế cho ông ta. Không, chính xác mà nói, đó là âm mưu mà Đinh Hồng Diệu thiết kế cho ông ta. Ninh Luân là người của Đinh Hồng Diệu. Hiện trường chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh. Ninh Luân nhìn Đinh Trọng một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, ông cụ, 10% cổ phần của ông trong tay tôi, ông quên rồi sao? Tôi, chọn ủng hộ Đinh Hồng Diệu làm gia chủ. Do đó, tổng cổ phần ủng hộ Đinh Hồng Diệu sẽ tăng lên đến 40%. Trong lòng Đinh Trọng như bị dỉ máu. Chỉ cần vượt quá 50% cổ phần ủng hộ Đinh Hồng Diệu làm gia chủ, cho dù Đinh Trọng không đồng ý thì cũng phải bị thay thế. Hiện vẫn còn 10% cổ phần cuối cùng, Đinh Trọng Liếc nhìn toàn hội trường, trong lòng âm thầm tính toán. 60% vốn cổ phần còn lại đều giao cho tâm phúc của ông ta, tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội mình, chắc là sẽ không có gì ngoài ý muốn. Ông ta thở ra một hơi dài. Từ Ngọc, Hồng Diệu, được lắm, thế mà lại dám tính toán sâu như vậy. Nhưng các người vẫn còn thiếu một bước. Hiện tại các người chỉ có 40% cổ phần, không đủ lật đổ chức gia chủ của tôi đâu đinh hồng diệu ngước nhìn đinh trọng nói những lời đáng sợ với giọng điệu bình tĩnh ông nội ông cảm thấy tôi sẽ ngu ngốc như vậy sao nếu tôi không tìm hiểu trước thì hôm nay tôi dám xuất hiện sao đúng vậy đinh hồng diệu không thể làm việc bất cần như thế anh ta vẫy tay một cái một người đàn ông khác bước vào người quen nhìn thoáng qua cũng biết đây là một trong những ông chủ của thành phố giải trí anh hải mọi người đều hoang mang chẳng lẽ anh hải cũng sở hữu cổ phần của nhà họ đinh sao không nhớ là anh ta có cổ phần mà. Có nhầm lẫn gì không? Chương 713, gia chủ mới. Trong đám người, sắc mặt Đinh Phong thành tái nhợt, vừa nhìn thấy anh Hải, máu trên người anh ta đều trở nên lạnh lẽo. Đồng thời, anh ta cũng nhận ra một điều mình đã bị Đinh Tử Ngọc gài bẫy. Lần trước anh ta đồng ý cùng nhau hãm hại Đinh Mộng Nghiên, thực ra, người mà Đinh Tử Ngọc thực sự muốn đối phó không phải là Đinh Mộng Nghiên, mà là chính anh ta. Đinh Phong Thành hối hận cũng đã quá muộn. Xong rồi, xong đời rồi. Tuy nhiên, Đinh Trọng còn chẳng hay biết gì liếc nhìn anh Hải và nói một cách khinh thường, anh là ai? Anh đến phòng hội nghị của nhà họ Đinh tôi làm gì? Anh Hải ho khan một tiếng, tôi sở hữu 15% cổ phần của nhà họ Đinh, tại sao tôi không thể đến họp cổ phần của nhà họ Đinh? Cái gì? Đinh Trọng lại càng hoảng sợ. 15% cổ phần, đó là một tỷ lệ tương đối lớn, ngoại trừ ông ta và Đinh Phong Thành, không ai khác có thể sở hữu nhiều cổ phần như vậy. Mày đang nói cái gì vậy? Mày lấy đâu ra 15% cổ phần? Anh Hải nhún vai, cái này thì nên hỏi cháu trai ngoan của ông, Đinh Phong Thành. Trước đó cậu ta đã đến chỗ tôi chơi bài, sau khi thua hết, cậu ta giao lại cho tôi toàn bộ 15% cổ phần để đổi lấy tiền đánh bạc, tất cả cổ phần này đều là của tôi. Những lời này như một nhát dao nặng nề cứa vào tim Đinh Trọng, một câu nói vô lý như vậy, không thể là sự thật đúng không? Ông ta khó khăn quay đầu nhìn Đinh Phong Thành, vừa chỉ vào anh Hải vừa hỏi Đinh Phong Thành, những gì anh ta nói có phải là sự thật không? Sắc mặt Đinh Phong Thành tái xanh, không nói được lời nào, chỉ miễn cưỡng gật đầu. Cầm thú, xúc sinh. Đinh Trọng tức giận giơ tay tát Đinh Phong Thành một cái. Bốp, một tiếng tát vang dội khắp hội trường. Đến lúc này, Đinh Trọng mới thực sự hiểu ra ý nghĩa của câu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ông ta đặt mọi hy vọng vào Đinh Phong Thành, nhưng kết quả là đứa cháu trai bất trị này đã lấy cổ phiếu để thế chấp tiền đánh bạc. Cái loại khốn nạn này thật sự có thể làm cho người ta tức chết mà. Phụt, Đinh Trọng phun ra một ngụm máu, ngã xuống chiếc ghế phía sau. Ông nội, chủ tịch, gia chủ, một nhóm người ngay lập tức chạy đến và đỡ Đinh Trọng, sợ ông ta sẽ xảy ra bất chắc toàn thân đinh trọng run lên trong tuyệt vọng, nước mắt sắp rơi ra, người đàn ông mạnh mẽ ngạo mạn cả đời này lần đầu tiên bị ép đến tình cảnh tuyệt vọng như vậy. Không thể không nói, Đinh Hồng Diệu thực sự quá tàn nhẫn. So với Đinh Hồng Diệu, Giang Sách quả thật là quá hiền lành, nhiều lần Giang Sách chọn cách rút lui và không hạ tử thủ với Đinh Trọng. Nhưng Đinh Hồng Diệu thì khác, anh ta sẽ giết ông cụ ngay khi có thể. Trên thực tế, nguyên nhân chính là bên cạnh Giang Sách là Đinh Mộng Nghiên, còn bên cạnh Đinh Hồng Diệu là Đinh Tử Ngọc. Gần mực thì đen mà. Đinh Hồng Diệu ngẩng đầu lên và nói rất tự tin, với 15% vốn cổ phần cuối cùng, số cổ phần ủng hộ tôi đã lên tới 55%. Tôi không cần sự đồng ý của bất kỳ ai nữa, tôi có thể ngay lập tức đảm nhận vai trò gia chủ. Ông cụ, ông lớn tuổi rồi, đã đến lúc phải nghỉ hưu rồi. Ha ha ha. Chuyện đã đến nước này, còn điều gì để nói nữa chứ? đinh trọng tuyệt vọng nhìn căn phòng đầy người đầu óc trống rỗng một khi đinh hồng diệu lên làm gia chủ không cần nghĩ ngợi gì nhất định sẽ có cải cách lớn coi nhà họ đinh như gà đẻ trứng vàng của anh ta thuận theo ý kiến của anh ta mà thay đổi cái gọi là thừa kế sẽ không còn tồn tại nữa dòng họ có tuổi đời hàng thế kỷ này được truyền từ đời này sang đời khác cho đến nay coi như đã kết thúc liệt tổ liệt tông con thật sự xin lỗi các vị đinh trọng bật khóc Đinh Hồng Diệu chế nhạo, ông cụ, ông đừng làm quá như vậy, dù nói thế nào thì tôi cũng là con cháu nhà họ Đinh, nhà họ Đinh rơi vào tay tôi cũng không mất mát gì đâu. Kể từ bây giờ, tôi, Đinh Hồng Diệu, sẽ là gia chủ mới của nhà họ Đinh. Ông cụ, đừng nói tôi mất tình người, tôi cho ông một ngày thu dọn đồ đạc, ngày mai, ông có thể rời khỏi công ty. Đinh Hồng Diệu nói xong liền xoay người xảy bước rời đi, tiếng cười ngạo nghễ truyền đến tai mọi người. Đinh Tử Ngọc cũng cười, chỉ vào đinh trọng nói, "Ông cụ, không phải ông coi thường phụ nữ sao? Hiện tại ông đã biết giao mềm có sức mạnh như thế nào rồi chứ. Nên nhớ, ông chỉ có một ngày, nếu ngày mai ông không cút xéo, tôi sẽ cho bảo vệ ném ông ra ngoài." Cô ta đứng dậy, dẫn theo một vài người đi cùng và hiên ngang rời khỏi hội trường. Đinh Hồng Diệu và Đinh Tử Ngọc, hai anh em bọn họ coi như đã đánh một trận thắng đẹp. Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Đinh đổi chủ chương 714, nhà họ Đinh sắp kết thúc rồi. Từ đường của nhà họ Đinh. Đinh Trọng giống như một cậu học trò phạm sai lầm, quỳ trước bài vị của tổ tiên, vừa buồn bã vừa cô đơn. Ông ta đã dành cả cuộc đời mình cho nhà họ Đinh và muốn chấn hương nhà họ Đinh, nhưng điều mà ông ta không thể ngờ rằng, khi về già, ông ta lại bị chính cháu ruột của mình tính kế. Một cháu trai tâm thuật bất chính, một đứa cháu trai khác thì như bùn lầy không thể chống đỡ nổi bức tường. Nhà họ Đinh sắp kết thúc rồi. Đinh Trọng quỳ xuống sám hối, nhớ lại những gì đã làm trong cuộc đời này, vừa hối hận vừa bất lực. Bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên. Đinh Mộng Nhiên và Giang sách đến. Ông nội, đó không phải là lỗi của ông, đừng làm mình khó xử như thế này. Đinh Mộng Nhiên nói, ha ha. Đinh Trọng thở dài một tiếng, ông ta chậm rãi nói, Mộng Nhiên, thực ra, ông nội không ngốc đâu, ông luôn biết rằng cháu là một cô gái trong sáng và tốt bụng. Ông nội đã nhiều lần ra tay với cháu rất thô bạo, nhưng cháu vẫn kiên nhẫn chịu đựng hết lần này đến lần khác. Nếu là Đinh Hồng Diệu và Đinh Tử Ngọc, ông không biết mình đã bị giết bao nhiêu lần rồi. Đinh Mộng Nghiên cắn môi, không biết phải trả lời như thế nào. Đinh Trọng nói tiếp, thực ra, ông tức giận với cháu chủ yếu vì cháu chậm chạp không chịu giao 10% cổ phần ra. Khả năng của Giang Sách vượt xa Đinh Phong Thành, ông thực sự lo lắng rằng một ngày nào đó cháu sẽ sử dụng 10% cổ phần này để gây ồn ào khiến Giang Sách trở thành người đứng đầu nhà họ Đinh của chúng ta. Trong trường hợp đó, nhà họ Đinh của chúng ta sẽ xong đời, sản nghiệp hàng trăm năm sẽ được giao cho người khác. Nhưng ai có thể nghĩ rằng đề phòng đủ thứ, thế mà lửa lại cháy ở hậu viện, con khốn Đinh Tử Ngọc đó lại ra tay trước. Thật khó chịu, thật là khó chịu, Đinh Mộng Nghiên thở dài. Ông nội! Cháu và Giang Sách chưa bao giờ nghĩ đến vị trí gia chủ kia cả. Không có sao, ha ha, ai biết được, hiện tại nói gì cũng vô ích, gia chủ của ngôi nhà đã là Đinh Hồng Diệu. Giọng điệu của Đinh Trọng rất buồn bã đau thương. Nhìn ông ta như thế này không biết còn chống đỡ được bao lâu nữa, nhìn thấy bộ dạng của ông nội, trong lòng Đinh Mộng Nhiên cũng không dễ chịu chút nào. Nhưng cô cũng không thể giúp được gì. Bây giờ cô không chỉ mất 10% cổ phần cuối cùng, còn từ chức phó giám đốc của công ty nhà họ Đinh, có thể nói cô không liên quan gì đến nhà họ Đinh ngoại trừ quan hệ huyết thống muốn giúp cũng không giúp được, có lòng nhưng lực bất tòng tâm. Nhìn thấy Đinh Mộng Nghiên đau buồn như vậy, Giang Sách đã im lặng hồi lâu, cuối cùng nói, Mộng Nghiên, em muốn lấy lại nhà họ Đinh không? Hả? Đinh Mộng Nghiên và Đinh Trọng đồng thời tỉnh táo hẳn lên, họ đều nhìn về phía Giang Sách. Em có muốn không? Giang Sách hỏi lại. Đinh Mộng Nghiên cười khổ, nếu tôi muốn thì có ích gì không? Nếu em muốn, anh sẽ giúp em lấy lại. Chồng, đừng đùa nữa, anh có bao giờ đùa với em chưa? Vẻ mặt của Đinh Mộng Nghiên trở nên nghiêm túc, đúng vậy, chỉ cần những gì Giang Sách nói, anh nhất định sẽ làm được. Anh chưa bao giờ nuốt lời. Nhưng lần này, nói lấy lại họ Đinh có phải là quá miễn cưỡng không? Mộng Nghiên, em có tin anh không? Chương 715, thân phận của Giang Sách được công khai. Đinh Mộng Nghiên không biết trả lời như thế nào, thật lòng mà nói, trong lòng cô có ngàn vạn điều không tin, sẽ không ai có thể tin một chuyện nực cười như vậy nhưng xuất phát từ sự tin tưởng với chồng đinh mộng nhiên gật đầu nói được rồi em tin anh đinh trọng đang quỳ ở đằng kia cười to giang sách ơi giang sách cậu không khoác lác thì ngứa miệng lắm à cậu nghĩ mình là ai lấy lại nhà họ đinh ư cậu làm cái gì để lấy lại đinh trọng vẫn chán ghét giang sách như mọi khi giang sách không quan tâm chỉ nói nhỏ vào tai đinh mộng nhiên em đi ra ngoài trước đi đừng cho ai vào anh muốn nói vài câu chân thành với ông cụ được rồi Đinh Mộng Nhiên bước ra ngoài và đóng cửa từ đường lại. Giang sách bước đến bên cạnh Đinh Trọng, nhìn bài vị của tổ tiên nhà họ Đinh, nhẹ giọng nói, ông cụ, để tôi nói thật cho ông biết, gia nghiệp của nhà họ Đinh không lọt vào mắt của tôi đâu, ông đề phòng tôi khắp nơi, quả thật là điều hơi thừa thải rồi. Thật sao, cậu là cái thá gì mà gai nghiệp nhà họ Đinh lại không lọt vào mắt cậu? Đinh Trung châm chọc nói, vậy thì tại sao cậu còn cầu xin được đến nhà họ Đinh ở rể? không thích thì sao còn chạy đến ăn trực chứ. Những lời này thật sự hơi quá đáng. Nếu là một người bình thường thì đã sớm nổi bão rồi, nhưng Giang Sách không quan tâm. Anh chỉ vào ba chiếc cờ hiệu treo trên bàn thờ và hỏi, ông cụ, ông có nhớ ba chiếc cờ hiệu này không? Đinh Trọng ngẩng đầu nhìn lên, quả thật có ba lá cờ hiệu treo bên cạnh bàn thờ tổ tiên. Lá thứ nhất, trung can nghĩa đảm, lá thứ hai, bách chiến bách thắng, lá thứ ba, để lại tiếng thơm muôn đời. Đinh Trọng gật đầu, nhớ chứ, đây là ba cờ hiệu do chiến vực tặng cho đường văn mạt. Nhắc mới nhớ, lúc đó không phải cậu cũng ở đó sao? Đó là ngày đầu tiên cậu trở lại khu Giang Nam. Đinh Tử Ngọc đã kết hôn với một người chồng tốt, đường văn mạt là phó tư lệnh đông vực, dưới một người trên vạn người, rất giỏi. Trái lại thì mộng nghiên, Đinh Trọng liếc nhìn Giang Sách với ánh mắt khinh thường. Giang Sách không để tâm, thản nhiên hỏi, ông cho rằng một phó tư lệnh của đông vực đáng để có được ba lá cờ thưởng này sao? đường văn xứng sao câu hỏi này đặt ra câu hỏi mà đinh trọng luôn nghi ngờ trong lòng đúng vậy đường văn mạt xứng sao nói thật đường văn mạt không xứng chút nào đừng nói một phó tư lệnh như đường văn mạt ngay cả tư lệnh chính thống của đông vực cũng không xứng đinh trọng có chút nghi ngờ nói thật ra tôi cũng đã từng nghĩ tới với trình độ của đường văn mạt thì thật sự không xứng nhưng cờ thưởng đã được giao tới người gửi còn ghi rõ là của cháu về tôi đó không phải là cho đường văn mạt ư đinh trọng khinh thường nhìn giang sách đây là sự thật và không thể thay đổi giang sách cười hỏi vậy ông bao giờ nghĩ rằng cháu rể của ông cũng không phải chỉ có đường văn mạt thôi không đinh trọng cười nói tôi có bao nhiêu cháu rể chứ không phải là đường văn mạt chẳng lẽ là cậu bầu không khí đột nhiên im ắng hẳn giang sách không nói gì chỉ quay đầu lại một chút để nhìn đinh trọng hai người nhìn nhau nụ cười trên mặt đinh trọng dần đông cứng lại một cảm giác bàng hoàng chấn động dâng lên trong lòng ông ta Chẳng lẽ là thật, trước khi Đinh Trọng kịp phản ứng, Giang Sách đã nói điều thứ hai khiến ông ta khiếp sợ. Giang Sách nhẹ giọng nói, mà này, ông cụ, ông còn nhớ một đêm ba khu hợp nhất kia, có một tổng phụ trách mới không? Đinh Trọng gật đầu, tôi luôn muốn nịnh bợ người ta, nhưng tiếc là tôi chưa bao giờ gặp mặt. Người phụ trách này rất khiêm tốn kín tiếng, hoàn toàn không thể thăm dò được tin tức gì. Tôi chỉ biết hắn tới từ Tây Vực, những cái khác thì không biết gì cả. Ngay cả cấp bậc như Đường Văn Mạt mà cũng không thăm dò được gì, thực sự là rất thần bí. E là cả đời này cũng không gặp được hắn rồi. Lúc này, Giang Sách mỉm cười và nói những lời nặng nề nhất bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất. Ông cụ, hiện tại ông đang gặp người đó đấy. Chương 716, rất kỳ quái. Cửa nhà Từ Đường không đóng chặt, có gió thổi làm cửa bật tung. Những chiếc lá khô thổi qua khe cửa, bay phấp phới trong không khí. Gió lạnh thổi vào mặt đinh trọng, đánh thức ông ta khỏi trạng thái đờ đẫn, toàn thân ông ta run lên, sướng sờ nhìn về phía giang sách. Rất kỳ quái, trong lòng ông ta không có nhiều dao động, cũng không có kinh ngạc. Giờ phút này, ông ta giống như bị một chiếc xe tải đang chạy tới đâm phải khi đang đi trên đường chính. Đầu óc bối rối mơ mơ màng màng, dường như cả thế giới đã mất đi mối quan hệ với ông ta. Ông ta không biết gì cả, ông ta không thể nghĩ ra gì cả. Ông ta cũng quên mất việc suy nghĩ giống như một cái xác không hồn, đôi mắt của ông ta mê man mù mịt. Một hồi lâu sau, rất nhiều hình ảnh hiện lên trong tâm trí của Đinh Trọng. Ông ta nhớ tới hình ảnh giang sách giúp Đinh Mộng nghiên ký một hợp đồng khổng lồ, nhớ tới hình ảnh giang sách có thể thoát khỏi tình huống nguy hiểm một cách an toàn, nhớ đến hình ảnh giang sách tìm được đường sống trong chỗ chết và giải quyết vấn đề hết lần này đến lần khác. Đinh Trọng trước đây đã bị hận thù che mất hai mắt. Ông ta nghĩ rằng những gì giang sách đã làm chỉ là may mắn, nhưng trên thực tế, anh có thể tìm ra bằng cách ngồi xuống và suy nghĩ, nhiều thứ không đơn giản như là may mắn, gì cả. Đinh Trọng chưa bao giờ xem trọng giang sách, đó là lý do ông ta luôn bị giang sách sắt mũi. Lúc nào cũng không nhìn thẳng vào mặt đối thủ, vậy thì làm thế nào có thể đánh bại đối thủ chưa? Bây giờ, Đinh Trọng không muốn đối mặt cũng không được. Khu Giang Nam, Tổng phụ trách, bên trong đôi mắt Đinh Trọng không còn chút cảm tình nào, như một cái máy, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt lần đầu tiên ông ta cảm thấy không quen người đàn ông trước mặt quen nhưng mà lại không quen đúng vậy chỉ có người phụ trách khu giang nam mới có thể làm được tất cả những điều này đúng vậy chỉ có người phụ trách khu giang nam mới có thể có được ba cờ thưởng tối cao dần dần chỉ còn lại sự cay đắng trên khuôn mặt của đinh trọng nước mắt của ông ta không nhịn được mà rơi xuống đinh trọng nằm xuống dùng hai tay đập mạnh xuống đất tại sao tại sao sự thật lại như thế này Bây giờ ông ta cũng hiểu được những gì Giang Sách nói đều là sự thật. Giang Sách thực sự không quan tâm đến tài sản ít ỏi của nhà họ Đinh. Với tư cách là tổng phụ trách của khu Giang Nam, Giang Sách muốn gì được nấy, tài sản dòng của anh khó mà ước tính được. Đinh trọng giờ khóc giờ cười một lúc, tinh thần cũng sụp đổ. Tôi đã đề phòng lâu như vậy, rốt cuộc tôi đề phòng cái gì chứ? Tổng phụ trách khu Giang Nam? Ha ha, ha ha ha, tôi đề phòng một tổng phụ trách khu Giang Nam? Trời ạ! À? cậu đùa tôi cái gì vậy? Sau bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ, kết quả lại phí công vô ích. Và người thực sự nên bị nghi ngờ lại nhận được sự tin tưởng của Đinh Trọng, đúng là chào phúng biết bao nhiêu. Một hồi lâu sau, Đinh Trọng lau nước mắt, nghẹn ngào nói, giang sách, tổng phụ trách, cậu đùa cờ tôi lớn thật đấy. Rõ ràng thân phận của cậu tôn quý như thế, rõ ràng được nhiều người ủng hộ, nhưng cậu lại đến nhà họ Đinh ở rể. Cậu làm vậy là vì cái gì? Giang sách im lặng nhìn về phía trước vì yêu đúng vậy lý do duy nhất để anh ở lại nhà họ đinh chỉ có một chữ yêu tình yêu của giang sách dành cho đinh mộng nhiên đã ăn sâu vào trái tim anh và anh có thể làm bất cứ điều gì vì đinh mộng nhiên tới cửa ở rể thì tính là gì đâu chứ đinh trọng đột nhiên đứng lên vậy cậu cũng không cần phải che giấu thân phận cố ý chơi đùa tôi đúng không giang sách nhẹ nhàng nói tôi không che giấu thân phận của mình tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên tôi trở về tôi đã nói với tất các người Thân phận của tôi ở Tây Cảnh là Chiến Thần Tu La, hình như các người không tin mà nhỉ? Chiến Thần Tu La, Ninh Trọng nheo mắt, cũng có chút ấn tượng, Chiến Thần Tu La, rốt cuộc là gì? Giang Sách nhẹ giọng nói, Đông Tây Nam Bắc có bốn chiến trường, mỗi chiến trường có mấy chục chiến thống lớn nhỏ, trăm phó chiến thống. Đều thuộc quyền quản lý của chiến trường chung, ở trong chiến trường chung, ngoài đảm nhiệm trung tâm phòng thủ bảo vệ đất nước, chức vụ cao nhất là Chiến Thần. Còn về phần Chiến Thần Tu La, đó là một danh hiệu đặc biệt. Đinh Trọng hơi bối rối khi nghe điều này. chương 717, có mắt như mù. Giang sách giải thích ngắn gọn, nói rõ hơn, trung tâm phòng thủ tương đương với hội đồng quản trị của một công ty, chiến thần Tu La là chủ tịch của công ty, các chiến thống là các giám đốc chính của công ty, các phó chiến thống là những người đứng đầu các bộ phận khác nhau. Bây giờ ông hiểu chưa? Nó chi tiết đến mức này mà còn không hiểu thì chỉ có kẻ ngốc thôi. Đinh Trọng nói, điều đó có nghĩa là nếu cậu là chủ tịch của một công ty vậy đường văn mạt chỉ là trưởng bộ phận của công ty chính xác trong nháy mắt đinh trọng không nói nên lời người mà ông ta luôn nịnh nọt lấy lòng lại hèn mọn trước mặt giang sách như thế nực cười thảm hại đinh trọng thở dài một tiếng tôi ấy cả ngày đều muốn lấy lòng tổng phụ trách mới ngày nào tôi cũng phái người tới hỏi thăm khi đối mặt với những người của chính phủ kia tôi luôn phải cẩn thận Tôi thực sự không ngờ người mà tôi thực sự muốn hết lòng nịnh bợ lại luôn ở bên cạnh tôi. Kết quả là tôi có mắt như mù, lại không nhận ra, còn chèn ép và xúc phạm theo nhiều cách khác nhau. Nhà họ Đinh đã thua trong tay tôi, đáng, đáng lắm, không còn gì để nói, Đinh Trọng xoay người nhìn tấm bài vị trong từ đường, lòng nguội như cho tàn. Việc tiết lộ danh tính của Giang Sách đã tác động rất lớn đến Đinh Trọng. Đến bây giờ ông ta mới nhận ra rằng mình ngu dốt và kém cỏi đến mức nào một thế lực mạnh mẽ như vậy đáng lẽ phải là hậu thuẫn cho ông ta giúp ông ta phát triển và đưa nhà họ đinh trở thành thế gia hạng nhất nhưng ông ta không chỉ bỏ lỡ cơ hội mà còn đắc tội người ta nực cười quá nực cười nếu đổi thành một gia chủ có đầu óc khác tuyệt đối không thể đi đến bước đường này như ông ta đinh trọng không còn lời nào để nói lại là một khoảng trầm mặc một lúc lâu sau giang sách chủ động nói những gì tôi nói với mộng nhiên vừa rồi nhất định sẽ trở thành sự thật hai mắt của đinh trọng sáng lên cậu đồng ý đoạt lại vị trí gia chủ nhà họ đinh sao giang sách gật đầu những gì tôi đã hứa với mộng nhiên chắc chắn sẽ trở thành thực hiện câu hỏi duy nhất là cho dù vị trí gia chủ được lấy lại ai sẽ tiếp quản đinh trọng nói có cần phải nói điều đó không cậu hoặc mộng nhiên giang sách lắc đầu tôi sẽ không ngồi vị trí gia chủ nhà họ đinh với tính cách của mộng nhiên thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ làm như vậy thực ra tôi đã có câu trả lời trong tim mình và đó cũng là câu trả lời trong trái tim ông đinh phong thành nghe đến cái tên này đinh trọng liền nổi giận đừng nhắc đến tên rác rưởi này nhắc tới làm tôi tức chết thôi nếu không phải vì sự kém cỏi của nó tôi đã không đi đến bước đường như ngày hôm nay nếu như nó sớm có thể đảm đương trọng trách gia chủ tôi cũng sẽ không ngồi ghế gia chủ mãi như thế giang sách gật đầu anh cũng thừa nhận rằng đinh phong thành thực sự vô dụng và bất tài tuy nhiên anh ta vẫn có một số ưu điểm, Giang Sách nói, người này không có năng lực, lại thích đánh bạc ăn chơi, cho nên mới xảy ra chuyện lộn nhào lớn như vậy, nhưng anh ta vẫn có ưu điểm, ít nhất sẽ không phản bội ông. Đinh Trọng cười khẩy một tiếng, nó dám sao? Sau khi chủ đề trò chuyện thay đổi, ông ta tiếp tục nói, nhưng đây thực sự là ưu điểm duy nhất của nó. Đinh Phong Thành có một loại tinh thần giang hồ, nó thích chơi bời và đánh bạc, nhưng bị anh em mà sẽ giúp không tiếc cả mạng sống, sẽ không phản bội người thân chính vì điều này mà tôi mới có thể bồi dưỡng nó để trở thành người kế thừa giang sách nói tuy nhiên ông đã không bồi dưỡng tốt thân là ông nội ông đã quá nuông chiều anh ta ông yên tâm đi sau này tôi sẽ giúp ông dạy dỗ đứa cháu trai này để anh ta có năng lực làm chủ gia tộc những câu nói này khiến người ta thật cảm động đinh trọng hiện tại đã đặt tất cả hy vọng của mình vào giang sách giang sách tôi không biết phải cảm ơn cậu như thế nào tôi đã từng đối xử với cậu như vậy nhưng cậu lại lấy ơn báo oán, cậu càng làm vậy lại càng khiến ông già tôi ái náy. Giang sách xua tay, đừng ái náy, tôi không làm tất cả những điều này cho ông, tôi chỉ làm vì mộng nghiên, khôi phục lại nhà họ đinh và mối quan hệ giữa những người thân, đây là mong muốn lớn nhất của mộng nghiên. Nhưng ngay cả như vậy, đinh trọng vẫn rất biết ơn. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên, cửa phòng từ đường bị đẩy ra, đinh phong thành hốt hoảng chạy vào. Anh ta đột ngột chạy đến bên đinh trọng, nghẹn ngào nói, ông ơi, cứu cháu với, họ muốn hại cháu. Đinh Trọng vừa nhìn thấy anh ta là lửa giận lại bùng lên. Thằng khốn nạn, mày còn mặt mũi tới gặp tao sao? Mày làm tao mất hết thể diện rồi. Nói rồi, ông ta giơ tay định tát vào mặt Đinh Phong Thành. Đinh Phong Thành sợ hãi hét lên: Ông nội, bọn họ muốn ép cháu rời khỏi nhà họ Đinh. Hả? Tay của Đinh Trọng dừng lại trên không trung. Chuyện gì đã xảy ra? Đinh Phong Thành nói sự thật, tôi vẫn còn nợ anh Hải của thành phố giải trí 500 vạn tiền phí đánh bạc, anh ta coi đây là một thứ để đe dọa và buộc cháu phải rời khỏi sản xuất nhiệt đinh. Họ thậm chí còn đang lập một danh sách, "Ông ơi, tất cả các tay chân của ông đều có trong danh sách và sẽ bị loại bỏ vào ngày mai." "Tên khốn Đinh Hồng Diệu, cậu ta đang thanh trừng những người bất đồng chính kiến ư?" Đinh trọng cau mày, không có gì ngạc nhiên khi Đinh Hồng Diệu sẽ làm điều này, những người khác có thể bỏ Đinh Phong Thành không được bỏ. Một khi Đinh Phong Thành rời đi, việc giành lại nhà họ Đinh và kế vị gia chủ trong tương lai sẽ trở nên khó khăn hơn. Nhưng làm thế nào để giải quyết tình hình hiện tại đây? Đinh Phong Thành nói: "Ông ơi, ông mau giúp cháu trả lại 5 triệu rồi cháu sẽ cút khỏi nhà họ Đinh, vậy là xong chuyện. Nếu không, họ sẽ bắt cháu vào tù. Cháu không muốn đi tù đâu, hu hu hu." Đinh Trọng càng lúc càng tức giận, sao lại có một đứa cháu bất tài vô dụng như vậy chứ? đàn ông con trai mà khóc lóc cái gì. Lúc này, Giang sách mới chậm rãi nói, 5 triệu cứ để cho tôi. Tôi sẽ đến thành phố giải trí để trả nợ và bảo vệ chức vụ của anh trong nhà họ Đinh. Đinh Phong Thành sướng sờ nhìn Giang sách, tình huống gì đây, mặt trời đang mọc hướng Tây à. Giang sách lại chủ động đứng lên để giúp đỡ mình ư, không phải là mơ giữa ban ngày đó chứ. Cậu nghiêm túc chứ. Trường 718, có chuyện gì thì nói với tôi đi. Giang sách cười nhẹ, không nói gì thêm, xoay người rời khỏi sảnh từ đường. Khi bước tới cửa, Đinh Trọng cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, không khỏi hét lớn một tiếng, giang sách. Người mở cửa dừng lại. Cảm ơn, cảm ơn. Giang sách lắc đầu với một nụ cười, rồi xài bước đi, chỉ để lại cho Đinh Trọng một bóng lưng đầy ẩn ý. Đây mới là dáng vẻ một người đàn ông thực sự nên có. Đinh Phong thành trợn tròn mắt, đầu tiên là sờ chán, sau đó mới sờ chán Đinh Trọng kiếm hiệp hay. Cái gì, Đinh Trọng hất tay Đinh Phong thành ra. Cháu bị sốt hay ông bị sốt vậy? Sao ông lại nói nhảm thế? Tao nói nhảm cái gì? Không, cháu nghe nhầm sao? Vừa rồi ông đã cảm ơn Giang Sách. Ông nội, ông uống nhầm thuốc sao? Còn Giang Sách, tự nhiên cậu ta lại nói sẽ giúp cháu. Sẽ không phải là cậu ta muốn ngấm ngầm hại cháu đấy chứ? Thấy tình cảnh của chúng ta thế này nên muốn bỏ đá xuống giếng sao? bốp đinh trọng tát thẳng vào đầu đinh phong thành giang sách là người tốt bụng văn võ song toàn sao mày có thể nói xấu sau lưng người ta hả hả tốt bụng văn võ song toàn đinh phong thành cảm giác mình đang nằm mơ đây là đâu tôi là ai vậy ông ơi ông thật sự bị điên à đinh trọng cười ha hả là tao tao điên rồi nếu tao điên sớm hơn có lẽ nhà họ đinh đã là một thế gia hạng nhất rồi Ông ta nhìn về phía cửa và nói đầy ẩn ý, phong thành, cháu nhớ kỹ cho ông. Từ nay về sau cháu không được phép vô lễ với giang sách nữa. Cậu ấy là cứu tinh của nhà họ đinh đấy. Trong tương lai, cậu ấy sẽ thay ông dạy dỗ cháu, cháu phải học để đủ tư cách làm gia chủ nhà họ đinh đấy. Đinh Phong Thành sướng sờ, chuyện gì xảy ra vậy? Để giang sách dạy dỗ cháu ư, vậy thì chẳng phải sẽ hành hạ cháu đến chết sao? Đừng nói nhảm nữa, quỳ xuống. Quỳ xuống quỳ, đinh phong thành quỳ xuống. đinh trọng nói, bây giờ cháu quỳ trước bài vị của tổ tiên và ăn năn sám hối vì những nghiệp chướng mà cháu đã làm đi. quỳ bao lâu ạ? À? quỳ cho tới khi cháu tỉnh ngộ mới thôi. đinh phong thành bất đắc dĩ vừa bất lực, anh ta không dám và sẽ không chống lại mệnh lệnh của đinh trọng, nhưng anh ta cũng không hiểu tại sao ông nội của mình, người vô cùng căm ghét gian sách, lại thay đổi thái độ trong một khoảng thời gian ngắn như thế có thể là do Đinh Trọng uống nhầm thuốc trăng. Đinh Phong Thành lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Thành phố giải trí. Giang sách mặc một bộ đồ giản dị, xài bước và đến quán ba do anh Hải mở. Đi qua tầng 1 và đi thẳng lên tầng 2. Ở đây, như mọi khi, có đủ loại đánh cược. Giang sách đứng ở lối vào cầu thang nhìn xung quanh, sau đó cất giọng bình tĩnh nói, bảo ông chủ của các người ra đây. Âm thanh không lớn, nhưng lực xuyên thấu cực mạnh mỗi một lời nói đều rõ ràng truyền đến tai mọi người mọi người đều nhìn về phía giang sách một người quản lý của quầy ba bước đến có chuyện gì thì nói với tôi đi giang sách thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn anh ta tôi không thể nói anh bảo ông chủ của anh đi ra đi ha ha anh là cái thá gì tại sao ông chủ của chúng tôi lại phải ra gặp anh có phải muốn tôi tìm người dạy cho anh một bài học không Giữa những lời nói đó, vài người đàn ông mạnh mẽ đang theo dõi hiện trường đi tới, mỗi người đều cao hơn 2 mét. Đứng bên cạnh Giang Sách, giống như mấy cây cột chống trời. "Cút đi." Quản gia khinh thường nói. Giang Sách hơi ngẩng đầu, "Cho anh 10 giây nữa để gọi ông chủ đi ra." Người quản lý mỉm cười. "Ha, cho tôi 10 giây, tên nhóc cậu đánh giá bản thân hơi cao rồi đấy." Chiến. Chương 719, rốt cuộc là ai bị sốt? Khi nhận được lệnh, một số người đàn ông mạnh mẽ lao lên cùng một lúc. Vốn tưởng rằng 4-5 người đàn ông mạnh mẽ đối phó với một người, như vậy là quá đủ rồi, ai ngờ kết quả lại khác nhau một trời một vực. Giang Sách đứng yên không nhúc nhích, gần như không thể nhìn thấy anh đánh đấm như thế nào, chỉ nghe thấy một tiếng như xé gió, hơn nữa trong không khí còn có một số tàn ảnh. Bang, bang, bang. Liên tục có những cú đấm được tung ra. Từng đạo dư ảnh đập vào mặt mấy tên đàn ông trong nháy mắt mấy tên đàn ông đồng thời ngã xuống đất, bất tỉnh. Đây, người quản lý chết lặng, giải quyết nhiều người mạnh mẽ trong nháy mắt, đây là loại người gì vậy? Ngay cả một sát thủ chuyên nghiệp cũng không thể làm như vậy đúng không? Còn chưa kịp phản ứng, Giang Sách đã vươn một tay ra, nắm lấy cổ của người quản lý, dùng sức nhéo một cái, mặt của người quản lý đỏ bừng đến mức không thở nổi. Anh ta tát vào cánh tay của Giang Sách một cách tuyệt vọng. Thả ra, thả tôi ra! tôi, tôi sắp tắt thở rồi. Người quản lý giống như một đứa trẻ bất lực. Dừng tay. Một giọng nói uy nghiêm truyền đến. Giang sách nhìn lên và thấy ông chủ anh Hải đang đứng ở cuối tầng 2. Cuối cùng anh cũng đi ra. Anh thuận tay ném thẳng người quản lý ra ngoài, khiến anh ta đập mạnh xuống bàn. Nhiều người chơi poker gần đó đều nhao nhao tránh né. Giang sách bước đến trước mặt anh Hải, và hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Một hồi lâu sau, anh Hải hỏi, Giang Sách, giữa chúng ta hình như không có thủ oán gì đúng không? Anh đến đập phá nơi này của tôi có vẻ không thích hợp lắm. Giang Sách nhẹ giọng nói, là người của anh động thủ trước. Anh Hải diễu cợt, được rồi, đừng nói chuyện này nữa, nói cho tôi biết tại sao anh lại tìm đến tôi. Giang Sách hỏi, nghe nói Đinh Phong Thành còn nợ anh 5 triệu. Đúng, tôi sẽ trả giúp anh ta. Anh Hải sửng sốt, không phải chứ Giang Sách. Anh làm ẩm ý là vì điều này sao? Nếu tôi nhớ không lầm, anh và Đinh Phong thành kẻ thù không đội trời chung, đúng không? Tại sao anh lại giúp anh ta vô cớ thế? Ngay cả khi chúng tôi là kẻ thù, đó là vấn đề của nhà họ Đinh. Khi đối phó với người ngoài, chúng ta vẫn có thể thống nhất cách giải quyết. Ha, anh Hải nhún vai, tùy anh thôi, dù sao có trả lại tiền là được. Anh ta búng tay, lập tức có phục vụ chạy đến. Giang sách đưa thẻ qua. Người phục vụ quẹt 5 triệu trước mặt giang sách, một tiếng tinh vang lên, thẻ đã được quẹt thành công. Trả lại thẻ. Giang sách cất thẻ đi, nhẹ nói, 5 triệu tệ đã trả hết. Về sau, thành tích của Đinh Phong không liên quan gì đến thành phố giải trí của anh cả. Nói xong, anh chuẩn bị rời đi. Chờ đã, anh Hải ngăn anh lại. Còn gì nữa không? Anh Hải nở nụ cười, trả hết tiền là xong rồi à? Nếu không thì sao? xem ra đinh phong thành vẫn chưa rời khỏi nhà họ đinh nhỉ trong mắt giang sách lóe lên một tia sắc bén đinh phong thành có rời đi hay không anh không cần đưa ra quyết định anh hải khinh thường nói xin lỗi chuyện này tôi phải quyết định anh nghĩ rằng nợ tiền tôi trả hết là xong chuyện ư còn phải trả lãi nữa chứ rời khỏi nhà họ đinh đây là tiền lãi nếu không đồng ý không đồng ý anh thử xem giữa lời nói này một nhóm người từ dưới lầu sông lên, những người này tuy rằng không cao bằng đám người trước, nhưng mỗi người đều rất phạm vỡ. Điều quan trọng nhất là những người này đều đeo súng. Anh Hải lạnh lùng nói, đã là thế kỷ 21 rồi, đánh đấm thì có ích gì. Dùng súng đánh nhau mới vui chứ. chương 720, tiếng la hét xuyên thấu tim của mọi người. Người ta nói rằng, tú tài gặp phải binh thì có lý cũng không nói được, dù có thể đánh đấm như thế nào, khi đụng phải nhiều súng ống thì anh Hùng cũng không có đất dụng võ. Nếu thực sự cùng nổ súng trong không gian nhỏ hẹp như vậy, khả năng trốn tránh cũng không có. Toàn bộ phương hướng xạ kích đều không có góc chết. Ngay cả Giang Sách cũng sẽ gặp khó khăn trong rừng súng mưa đạn này. Anh Hải ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn Giang Sách với vẻ mặt tự mãn. Không phải vừa rồi anh oai lắm sao? Tại sao bây giờ không nói chuyện đi? Nào, tiếp tục ra oai cho tôi xem đi anh Hải hoàn toàn không để giang sách vào mắt, trước mặt nhiều súng ống như vậy, anh ta quả thực có tư cách không để ai vào mắt. Nguy hiểm đã gần ngay trước mắt. Tuy nhiên, anh Hải có lẽ đã quên mất một điều chính anh ta cũng đang ở trong căn phòng nhỏ này. Theo ý kiến của anh ta, giữa anh ta và giang sách vẫn còn khoảng cách 7-8 mét, cho dù giang sách muốn ra tay thì cũng đã quá muộn. Nhưng đó chỉ là yêu cầu của người bình thường, nếu là của giang sách thì không thể tính được. Trước khi anh Hải nói xong, Giang Sách giống như như một tia chớp, lập tức rời khỏi nơi đó và chạy về phía vị trí của anh Hải. Lúc này anh Hải mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh ta muốn mở miệng ra lệnh cho lính bắn nhanh, nhưng kết quả còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã trở thành tù nhân. Khi không ai phản ứng kịp, Giang Sách đã đến sau lưng anh Hải, đặt tay lên vai anh Hải và dùng anh ta làm lá chắn. "Đừng bắn!" Anh Hải vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ. Vì sợ rằng lỡ nổ súng thì mình cũng sẽ bị giết chết. Tốc độ của Giang Sách thật không thể tin được, nhìn vào sức mạnh đáng kinh ngạc của Giang Sách, anh ta tin rằng Giang Sách có thể hạ gục anh ta trước khi cấp dưới của anh ta bắn. Anh Hải nuốt nước bọt, cố nặn ra một nụ cười, cười nói, "Giang Sách, anh muốn làm gì vậy? Cho dù bắt cóc tôi, anh nghĩ có thể thoát ra ngoài thuận lợi sao? Chỉ cần nghe tôi khuyên một câu, anh đừng quản chuyện của Đinh Phong Thành. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng." Mọi người nên lùi một bước, quên đi. Thế nào hả? Đây là một nước đi cứu mạng và khôn ngoan của anh Hải. Anh ta tin rằng với sự khôn ngoan của Giang Sách, anh nên biết mình phải làm gì. Tuy nhiên, Giang Sách đã làm anh ta thất vọng rồi. Giang Sách nhẹ giọng nói, anh cho rằng tôi bắt anh làm con tin là để bọn họ không dám bắn sao? Chẳng lẽ không đúng? Ha ha. Tay của Giang Sách hơi dùng sức, trong phút chốc, anh Hải đau đớn quỳ xuống thân trên của Giang Sách lộ ra khi anh ta quỳ xuống. Có một số tên thủ hạ tỉnh tháo đã lập tức nổ súng. Bang, bang, bang. Tiếng súng vang lên. Viên đạn bay về phía Giang Sách, nhưng không ai thấy Giang Sách đã hành động như thế nào mà đã tránh được tất cả các viên đạn. Tốc độ đó có thể nói là như tia chớp. Tất cả mọi người đều sững sờ. Với tốc độ nhanh như vậy, e rằng mọi người chỉ có thể cùng nhau bắn thì mới có thể trúng mục tiêu, đúng không? Dừng lại dừng lại ngay anh hải sợ chết khiếp trong mấy phát đạn vừa rồi một viên đạn sượt qua tóc bắn ngang qua anh ta chỉ cần thấp hơn vài cm nữa là tính mạng của anh ta hoàn toàn chấm dứt giang sách chết hay không cũng không quan trọng nhưng anh ta không thể chết được anh ta hỏi giang sách rốt cuộc anh muốn làm gì nói đi giang sách khẽ cười một tiếng nhẹ nói việc tôi muốn rất đơn giản tôi chỉ muốn dạy cho anh một bài học Món nợ này không phải anh muốn thu như thế nào thì thu đâu. Nói rồi, tay của Giang Sách lại dùng sức. Rắc rắc, cả cánh tay của anh Hải đều bị gãy, đau đến mức thấu tận tim gan. Tiếng la hét xuyên thấu tim của mọi người. Giang Sách thản nhiên ném anh Hải ra ngoài, một tấm chắn tốt đã bị ném đi một cách dễ dàng như vậy. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 721, một câu xin lỗi. Thấy thế, những tên thuộc hạ kia nhanh chóng giơ súng lên bắn tuy nhiên, giang sách một lần nữa cho họ trải nghiệm thứ gọi là tốc độ tuyệt đối. phút vù vù, trong nháy mắt, giang sách đã đến sau lưng những tay súng này, sau đó dùng dao chém từng người một, như chặt dưa thái rau, giết chết tất cả các tay súng. bọn họ còn chưa kịp nổ súng thì đã bị giết chết hết rồi. kinh khủng, đáng sợ. anh hải dùng một tay ôm cánh tay bị gãy, kinh hãi nhìn giang sách, thực lực của người đàn ông trước mặt đã đạt đến mức phi phàm. Đây là chuyện mà con người có thể làm sao?" Giang Sách nhìn anh Hải nói, "Hôm nay đến đây thôi. Tôi hy vọng anh sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không, ngày mai tôi sẽ quay lại trò chuyện với anh." Nói xong, anh liền xoay người đi xuống lầu. Ngày mai còn đến ư? Anh Hải đã có giá tâm muốn chết, những thuộc hạ đắc lực nhất của anh ta đã bị tiêu diệt, nếu ngày mai Giang Sách trở lại, anh ta lấy cái gì để ngăn cản chứ? Nếu ngày mai Giang Sách tới, chỉ sợ là anh ta sẽ không đơn giản như gãy một tay sợ là hai tay hai chân đều sẽ bị gãy thậm chí là cả tính mạng không tôi không thể chết đinh hồng diệu thứ cho tôi vì sự bất lực này tôi không thể giúp gì cho anh được rồi anh hải chật vật đứng dậy mau tìm đinh phong thành cho tôi đích thân xin lỗi từ đường nhà họ đinh đinh phong thành quỳ cả tiếng đồng hồ hai chân đã đau nhức vài lần muốn đứng lên đều bị ông cụ ấn xuống trong lòng anh ta vẫn còn suy nghĩ về việc nên làm thế nào để trả lại số tiền. Và, làm thế nào để rút khỏi nhà họ Đinh. Anh ta biết người bên anh Hải hùng mạnh cỡ nào, chuyện này nếu không xử lý ổn thỏa thì anh Hải sẽ tìm mình giải quyết, đến lúc đó anh ta thật sự chịu không nổi. Làm thế nào mới tốt đây? Đúng lúc này, một đám người đi tới trước cửa từ đường, thoạt nhìn cũng phải 17-18 người, sắc mặt ai nấy cũng rất ngưng trọng. Nghe thấy tiếng bước chân, Đinh Phong Thành quay lại, trong trước mắt toàn thân anh ta đã mềm nhũn ngã xuống đất những người này là người của anh hải xem ra anh hải cũng không định đợi lâu nữa muốn xử lý đinh phong thành ngay bây giờ đinh phong thành không còn gì luyến tiếc với cuộc đời này nữa anh ta chật vật đứng dậy khó khăn bước từng bước đi ra khỏi từ đường đau đớn nói các người ép tôi cũng không cần chặt như thế chứ được rồi tôi phục các người rồi muốn làm gì thì làm đi nhưng có một điều đây là từ đường nhà họ đinh là nơi thờ tự bài vị của các vị tổ tiên các người có thể cho nhà họ đinh chúng tôi chút mặt mũi được không đừng giết tôi ở đây đi đến chỗ khác rồi làm gì cũng được được chứ đây là hy vọng cuối cùng của đinh phong thành dù có chết cũng không thể chết trước bài vị của tổ tiên nếu vậy thì làm sao có thể đến hoàng tuyền gặp tổ tiên nhà họ đinh được chứ vào lúc này trái tim của đinh phong thành nguội như cho tàn hoàn toàn tĩnh lặng tuy nhiên sự việc phát triển vượt quá dữ liệu của anh ta, những người này không bắt anh ta đi, chứ đừng nói là sử dụng vũ lực. Thay vào đó, họ lại quỳ xuống ngay ngắn và dập đầu ba cái với Đinh Phong Thành. Cậu Đinh, tôi xin lỗi. chương 722, đây là chuyện mà con người có thể làm sao? Người ta nói rằng, tú tài gặp phải binh thì có lý cũng không nói được, dù có thể đánh đấm như thế nào, khi đụng phải nhiều súng ống thì anh hùng cũng không có đất dụng võ. Nếu thực sự cùng nổ súng, trong không gian nhỏ hẹp như vậy, khả năng trốn tránh cũng không có. Toàn bộ phương hướng xạ kích đều không có góc chết. Ngay cả Giang Sách cũng sẽ gặp khó khăn trong rừng súng mưa đạn này. Anh Hải ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn Giang Sách với vẻ mặt tự mãn. "Không phải vừa rồi anh oai lắm sao? Tại sao bây giờ không nói chuyện đi? Nào, tiếp tục ra oai cho tôi xem đi." Anh Hải hoàn toàn không để Giang Sách vào mắt, trước mặt nhiều súng ống như vậy, anh ta quả thực có tư cách không để ai vào mắt nguy hiểm đã gần ngay trước mắt. Tuy nhiên, anh Hải có lẽ đã quên mất một điều chính anh ta cũng đang ở trong căn phòng nhỏ này. Theo ý kiến của anh ta, giữa anh ta và Giang Sách vẫn còn khoảng cách 7-8 mét, cho dù Giang Sách muốn ra tay thì cũng đã quá muộn. Nhưng đó chỉ là yêu cầu của người bình thường, nếu là của Giang Sách thì không thể tính được. Trước khi anh Hải nói xong, Giang Sách giống như như một tia chớp, lập tức rời khỏi nơi đó và chạy về phía vị trí của anh Hải lúc này anh hải mới nhận ra có điều gì đó không ổn anh ta muốn mở miệng ra lệnh cho lính bắn nhanh nhưng kết quả còn chưa kịp mở miệng anh ta đã trở thành tù nhân khi không ai phản ứng kịp giang sách đã đến sau lưng anh hải đặt tay lên vai anh hải và dùng anh ta làm lá chắn đừng bắn anh hải vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ vì sợ rằng lỡ nổ súng thì mình cũng sẽ bị giết chết tốc độ của giang sách thật không thể tin được nhìn vào sức mạnh đáng kinh ngạc của giang sách anh ta tin rằng Giang Sách có thể hạ gục anh ta trước khi cấp dưới của anh ta bắn. Anh Hải nuốt nước bọt, cố nặn ra một nụ cười, cười nói, Giang Sách, anh muốn làm gì vậy? Cho dù bắt cóc tôi, anh nghĩ có thể thoát ra ngoài thuận lợi sao? Chỉ cần nghe tôi khuyên một câu, anh đừng quản chuyện của Đinh Phong Thành. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mọi người nên lùi một bước, quên đi. Thế nào hả? Đây là một nước đi cứu mạng và khôn ngoan của anh Hải. Anh ta tin rằng với sự khôn ngoan của Giang Sách, anh nên biết mình phải làm gì. Tuy nhiên, Giang Sách đã làm anh ta thất vọng rồi. Giang Sách nhẹ giọng nói, anh cho rằng tôi bắt anh làm con tin là để bọn họ không dám bắn sao? Chẳng lẽ không đúng? Ha ha. Tay của Giang Sách hơi dùng sức, trong phút chốc, anh Hải đau đớn quỳ xuống, thân trên của Giang Sách lộ ra khi anh ta quỳ xuống. Có một số tên thủ hạ tỉnh táo đã lập tức nổ súng. Bang, bang, bang tiếng súng vang lên viên đạn bay về phía giang sách nhưng không ai thấy giang sách đã hành động như thế nào mà đã tránh được tất cả các viên đạn tốc độ đó có thể nói là như tia chớp tất cả mọi người đều sững sờ với tốc độ nhanh như vậy e rằng mọi người chỉ có thể cùng nhau bắn thì mới có thể trúng mục tiêu đúng không dừng lại dừng lại ngay anh hải sợ chết khiếp trong mấy phát đạn vừa rồi một viên đạn sượt qua tóc bắn ngang qua anh ta chỉ cần thấp hơn vài cm nữa là tính mạng của anh ta hoàn toàn chấm dứt. Giang Sách chết hay không cũng không quan trọng, nhưng anh ta không thể chết được. Anh ta hỏi, Giang Sách, rốt cuộc anh muốn làm gì? Nói đi. Giang Sách khẽ cười một tiếng, nhẹ nói, việc tôi muốn rất đơn giản, tôi chỉ muốn dạy cho anh một bài học. Món nợ này không phải anh muốn thu như thế nào thì thu đâu. Nói rồi, tay của Giang Sách lại dùng sức. Sắc sắc chương 723, một câu xin lỗi. Cả cánh tay của anh Hải đều bị gãy, đau đến mức thấu tận tim gan. Tiếng la hét xuyên thấu tim của mọi người. Giang sách thản nhiên ném anh Hải ra ngoài, một tấm chắn tốt đã bị ném đi một cách dễ dàng như vậy. Thấy thế, những tên thuộc hạ kia nhanh chóng giơ súng lên bắn. Tuy nhiên, Giang sách một lần nữa cho họ trải nghiệm thứ gọi là tốc độ tuyệt đối. Phút vù vù, trong nháy mắt, Giang sách đã đến sau lưng những tay súng này, sau đó dùng dao chém từng người một như chặt dưa thái rau giết chết tất cả các tay súng bọn họ còn chưa kịp nổ súng thì đã bị giết chết hết rồi kinh khủng đáng sợ anh hải dùng một tay ôm cánh tay bị gãy kinh hãi nhìn giang sách thực lực của người đàn ông trước mặt đã đạt đến mức phi phàm đây là chuyện mà con người có thể làm sao giang sách nhìn anh hải nói hôm nay đến đây thôi tôi hy vọng anh sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng nếu không ngày mai tôi sẽ quay lại trò chuyện với anh. Nói xong, anh liền xoay người đi xuống lầu, ngày mai còn đến ư, anh Hải đã có dã tâm muốn chết, những thuộc hạ đắc lực nhất của anh ta đã bị tiêu diệt, nếu ngày mai giang sách trở lại, anh ta lấy cái gì để ngăn cản chứ? Nếu ngày mai giang sách tới, chỉ sợ là anh ta sẽ không đơn giản như gãy một tay, sợ là hai tay hai chân đều sẽ bị gãy, thậm chí là cả tính mạng. Không, tôi không thể chết, Đinh Hồng Diệu, thứ cho tôi vì sự bất lực này, Tôi không thể giúp gì cho anh được rồi. Anh Hải chật vật đứng dậy, mau, tìm Ninh Phong Thành cho tôi, đích thân xin lỗi. Từ đường nhà họ Đinh, Đinh Phong Thành quỳ cả tiếng đồng hồ, hai chân đã đau nhức, vài lần muốn đứng lên đều bị ông cụ ấn xuống. Trong lòng anh ta vẫn còn suy nghĩ về việc nên làm thế nào để trả lại số tiền. Và, làm thế nào để rút khỏi nhà họ Đinh. Anh ta biết người bên anh Hải hùng mạnh cỡ nào, chuyện này nếu không xử lý ổn thỏa thì anh Hải sẽ tìm mình giải quyết đến lúc đó anh ta thật sự chịu không nổi. Làm thế nào mới tốt đây? Đúng lúc này, một đám người đi tới trước cửa từ đường, thoạt nhìn cũng phải 17-18 người, sắc mặt ai nấy cũng rất ngưng trọng. Nghe thấy tiếng bước chân, Đinh Phong Thành quay lại, trong chớp mắt, toàn thân anh ta đã mềm nhũn ngã xuống đất. Những người này là người của anh Hải, xem ra anh Hải cũng không định đợi lâu nữa, muốn xử lý Đinh Phong Thành ngay bây giờ. Đinh Phong Thành không còn gì luyến tiếc với cuộc đời này nữa. Anh ta chật vật đứng dậy, khó khăn bước từng bước đi ra khỏi từ đường, đau đớn nói: "Các người ép tôi cũng không cần chặt như thế chứ." "Được rồi, tôi phục các người rồi, muốn làm gì thì làm đi, nhưng có một điều, đây là từ đường nhà họ Đinh, là nơi thờ tự bài vị của các vị tổ tiên, các người có thể cho nhà họ Đinh chúng tôi chút mặt mũi được không? Đừng giết tôi ở đây, đi đến chỗ khác rồi làm gì cũng được." "Được chứ?" Đây là hy vọng cuối cùng của Đinh Phong Thành, dù có chết cũng không thể chết trước bài vị của tổ tiên. Nếu vậy thì làm sao có thể đến Hoàng Tuyền gặp tổ tiên nhà họ Đinh được chứ? Vào lúc này, trái tim của Đinh Phong Thành nguội như cho tàn, hoàn toàn tĩnh lặng. Tuy nhiên, sự việc phát triển vượt quá dự liệu của anh ta, những người này không bắt anh ta đi, chứ đừng nói là sử dụng vũ lực. Thay vào đó, họ lại quỳ xuống ngay ngắn và dập đầu ba cái với Đinh Phong Thành. "Cậu Đinh, tôi xin lỗi." Chương 724, không làm kẻ bất lực. Cái quỳ gối này trực tiếp khiến Đinh Phong Thành ngơ ngác thậm chí còn tự hỏi có phải mình đang nằm mơ hay không. Anh ta sống lâu như vậy, cho tới nay đều ra vẻ đáng thương xin lỗi người khác, hôm nay mặt trời ló dạng ở đằng Tây à, thế mà lại người chủ động đến xin lỗi anh ta. Điều quan trọng nhất là nhóm người này có thủ đoạn còn mạnh mẽ hơn mình. Theo lý mà nói thì không nên mà, anh ta nơm nớp lo sợ nói, cái đó, mọi người đừng làm thế, đứng dậy đi. Lần đầu tiên nhận được đại lễ như vậy, Đinh Phong Thành cảm thấy rất trột dạ điều buồn cười nhất là đối phương lại không chịu đứng dậy người dẫn đầu lại hết sức chân thành nói không được chúng tôi không thể đứng lên dù sao cũng là chúng ta đã phạm sai lầm trước là chúng tôi cố tình gây sự buộc cậu rời khỏi nhà họ đinh chúng tôi sai rồi không có gì để nói nữa chúng tôi ở đây để tạ lỗi xin cho chúng tôi sám hối trước từ đường nhà họ đinh đi chỉ có như vậy chúng tôi mới yên lòng được hả đinh phong thành gãi gãi đầu nếu các người muốn quỳ thì cứ quỳ đi quay đầu lại đinh phong thành hỏi anh hải họ cho rằng đinh phong thành cố tình hỏi tại sao anh hải không đến nhanh chóng giải thích anh hải đang được điều trị trong bệnh viện vì bị thương ở cánh tay e là trong chốc lát anh ấy không thể đến được nhưng cậu yên tâm chờ vết thương của anh hải tốt lên nhất định sẽ đích thân đến xin lỗi đinh phong thành càng bối rối hơn anh hải bị thương ở cánh tay ư ai lại có gan làm anh hải bị như vậy chứ anh ta ngập ngừng hỏi các người làm là vì ai Người nọ thành thật nói, anh đừng đùa với chúng tôi, bởi vì ai, không phải trong lòng anh rõ hơn chúng tôi sao? Đinh Phong thành cao mày không nói gì nữa, xoay người đi vào bên trong từ đường. Ông nội, chuyện lạ, thuộc hạ của anh Hải đến xin lỗi cháu. Còn anh Hải cũng đã bị thương, thực sự là kỳ quái, không biết ai đã báo thù cho cháu nữa. Đinh Trọng cười ha hả, giống như mọi chuyện đã nằm trong tính toán của ông ta, ông ta phủi tay áo, nhẹ giọng nói, ai giúp cháu, còn cần ông nói sao? Đinh Phong Thành sửng sốt, lập tức nhớ tới một người. Giang sách, không thể nào, một con dế nhũi như cậu ta sao có thể có sức mạnh như vậy được chứ? Nói còn chưa dứt lời, Đinh Trọng đã giơ tay tát vào mặt Đinh Phong Thành, khiến hai mắt anh ta như nổ đom đóm. Không được phép nói ân nhân như vậy. Ân nhân, Đinh Phong Thành dùng một tay che mặt, cũng không biết nói gì mới tốt, tại sao thái độ của ông cụ lại thay đổi nhiều như vậy. Tuy nhiên, trước khi rời đi, giang sách đã nói rằng anh sẽ tự giúp anh ta có vẻ như ngoài giang sách chưa có người nào khác nói những lời tương tự những kẻ tâm bốc mình ngày thường lúc này đều đã chạy thật xa cũng không có người muốn tiếp cận mình huống chi là báo thù cho mình chẳng lẽ thật sự là cậu ta sao nếu thật sự là giang sách đinh phong thành sẽ có chút không thích ứng được đinh trọng nghĩa xua tay sao còn đứng ngây ngốc ra đó làm gì mau nói cảm ơn với người ta đi phong thành Ông có thể nói cho cháu biết, nhà họ Đinh có thể đứng vững trở lại hay không đều phụ thuộc vào Giang Sách, cậu ấy là hy vọng duy nhất của chúng ta, cháu không được đắc tội người ta đấy." Nói thì nói như vậy, nhưng Đinh Phong Thành vẫn rất khó hiểu. Anh ta tò mò hỏi, "Ông nội, tại sao thái độ của ông đối với Giang Sách đột nhiên thay đổi nhiều như vậy? Không phải lúc nào ông cũng ghét cậu ta sao?" Đinh Trọng mỉm cười, trước đây là ông có mắt như mù, nhưng bây giờ, ông có thể nhìn rõ ai tốt ai xấu rồi. Đừng nói nhảm nữa, đi đi. 20 phút sau, Đinh Phong Thành lái xe đến trước cửa nhà Đinh Mộng Nghiên, sau khi xe dừng lại, anh ta do dự một lúc lâu mới từ từ xuống xe. Cầm hộp hoa quả trên tay, anh ta suy nghĩ không biết nên nói gì, rồi miễn cưỡng đi về phía cửa. Không phải anh ta không muốn cảm ơn mà là anh ta thấy xấu hổ. Nghĩ đến những gì anh ta đã làm với Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên trong quá khứ, Đinh Phong Thành cảm thấy mình giống như một kẻ bị ổi, nhưng trên thực tế với hành vi trước đây của anh ta, anh ta đúng là một tên bị ổi. Khi đến cửa, Đinh Phong Thành nhìn thấy Giang Sách đang bóp chân cho Đinh Mộng Nhiên, hai vợ chồng đang nói chuyện cười nói rất tình tứ. Khụ khụ, anh ra cố tình ho khan vài tiếng. Khi những người trong phòng nghe thấy động tĩnh, họ nhanh chóng xấu hổ ngồi ổn định lại. Hai má của Đinh Mông Nghiên ửng hồng, anh hai, anh đến rồi à? Ừ, Đinh Phong Thành bước tới, đặt một hộp hoa quả lên bàn cà phê, lúng túng nói, hôm nay tôi đến đây là để cảm ơn Giang Sách, cảm ơn cậu đã giúp tôi, anh ta lắp bắp, ấp a à ấp úng nói, khác hẳn với một đinh phong thành thường ngày hay ba hoa liến thoáng. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, dù sao thì anh ta chưa bao giờ nói mấy điều buồn nuôi như vậy trước đây. Nghe được một nửa, Giang Sách vội giơ tay ý bảo anh ta đừng nói nữa, không phải anh không thích nghe mà là toàn thân anh cũng nổi hết da gà. Khổ, được rồi, Phong Thành, anh đừng nói nữa, tôi đã hiểu ý của anh rồi, Hiểu ư, Đinh Phong Thành cũng vô cùng xấu hổ, vậy, vậy tôi để đồ ở đây, tôi về trước nhé. Chờ đã, Giang Sách chỉ vào ghế sofa đối diện, anh ngồi xuống trước đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Đinh Phong Thành ngồi xuống, Giang Sách nhìn anh ta, lại nhìn Đinh Mộng Nhiên, chủ động nói, Phong Thành, tôi đã thảo luận với Mộng Nhiên, tôi muốn giúp anh ngồi vào ghế gia chủ của nhà họ Đinh, tương đương với việc đoạt lại nhà họ Đinh. Tôi ư, Đinh Phong Thành cười nói, này, tôi biết mình mấy cân mấy lạc tôi không phải giỏi giang gì sau sự việc này tôi càng biết rõ tôi không phải là đối thủ của đinh hồng diệu từ đầu đến cuối tôi giống như một kẻ ngốc bị người khác xoay mòng mòng vừa dứt lời đinh phong thành liền nhìn thấy ánh mắt giống như chim ưng của giang sách đang nhìn mình chằm chằm khiến anh ta vô cùng khó chịu giang sách lạnh lùng nói phong thành anh là bảo bối của ông cụ và là người thích hợp nhất để thừa kế vị trí gia chủ chẳng lẽ anh nguyện ý cả đời cứ cả lơ phất phơ, làm kẻ vô tích sự ư? Nếu vậy thì cuộc trò chuyện ngày hôm nay dừng lại tại đây, anh có thể đi rồi. Tôi không muốn nói quá nhiều với một kẻ vô tích sự. Vô tích sự, từ trước tới nay, Đinh Phong Thành dùng những từ ngữ như vậy để miêu tả giang sách, và bây giờ cuối cùng cũng đến lượt anh ta. Trên thực tế, dùng từ vô tích sự để mô tả Đinh Phong Thành là rất phù hợp. Nếu anh ta không phải cậu chủ nhà họ Đinh, nếu người như anh ta mà bị ném vào xã hội, đoán chừng cũng không có người cho anh ta khiêng gạch, vô tích sự từ đầu đến cuối, không làm được gì cả. Đinh Phong Thành cúi đầu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Nước mắt đã lượn quanh nơi hốc mắt, móng tay cứa vào da thịt, lòng tự tôn của người đàn ông lúc này hoàn toàn bị đánh thức. Nếu có thể, ai lại muốn là kẻ vô tích sự chứ? Anh ta hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Giang Sách, khẳng định nói, Giang Sách, tôi lựa chọn tin tưởng cậu, cậu hãy nói cho tôi biết tôi cần phải làm gì để ngồi vào vị trí gia chủ nhà họ Đinh. Cuối cùng anh ta đã có đủ dũng khí để nói ra những điều mà anh ta đã giữ trong lòng bấy lâu nay. chương 725, Hỏa Phúc Khôn Lường Nhìn thấy đôi mắt nóng rực của Đinh Phong Thành, Giang Sách cảm thấy rất vui. Anh sang sảng cười nói, phải vậy mới đúng. Trong cuộc nói chuyện, anh đưa cho Đinh Phong Thành một chiếc chìa khóa, anh giữ chiếc chìa khóa này, mộng nhiên sẽ lập tức kết nối nghiệp vụ cho anh, cô ấy sẽ giao công ty nhỏ của nhà họ Đinh cho anh lo liệu. Đinh Mộng Nhiên có một công ty cá nhân nhỏ trong nhà họ Đinh, giờ Đinh Mộng Nhiên đã rời nhà họ Đinh nên cô không công ty cá nhân này nữa, cô định sẽ tìm người để bán. Người tiếp quản chính là Đinh Phong Thành. Đinh Phong Thành cầm chìa khóa, công ty đó chỉ là cái vỏ bọc, dây dưa những khoản nợ khó đòi của công ty, cũng không có tác dụng thực tế. Giao cho tôi một công ty nhỏ như thế, tôi cũng không làm được gì. Tình huống bình thường thì quả thật là như thế. Tuy nhiên, Giang Sách đã lấy ra một bản kế hoạch thành phố và đặt nó trước mặt Đinh Phong Thành. Ngày mốt sẽ có cuộc đấu thầu đất xây dựng ở khu Giang Nam. Anh lấy danh nghĩa công ty nhỏ này ra đấu thầu, sau khi trúng thầu, anh sẽ nhanh chóng tăng thêm thực lực của mình, nuôi dưỡng những nhân viên cũ, sau đó anh có thể sử dụng được rồi. Sử dụng một công ty nhỏ để đấu thầu, sau khi trúng thầu dự án, kiếm tiền nuôi dưỡng nhân viên ư. Chiều này nghe có vẻ hay nhưng hầu như không thể thực hiện được đinh phong thành cũng không ngốc cười nhạt nói giang sách cậu đang nói đến vùng đất hoang dã phía bắc thành phố sao quả thật đó là một cuộc thịt béo nhưng nếu đã béo thì sẽ có không ít người dòm ngó công ty chỉ có cái xác kia lấy sức mạnh gì mà đi đấu thầu chứ giang sách nói cứ làm như tôi nói là được mộng nhiên và tôi sẽ tìm hai người trợ giúp cho công ty mới của anh khi đó anh sẽ dẫn đầu công ty mới hai người kia sẽ phụ giúp liên hợp đấu thầu có đáng tin không đáng tin Đinh Phong Thành nhìn cuốn sách quy hoạch thành phố, do dự một lúc, làm. Cùng lắm thì thất bại thôi, cũng chẳng phải thiếu tay thiếu chân gì, không có gì nghiêm trọng cả. Vậy thì tôi sẽ quay lại ngay bây giờ và tìm người viết hồ sơ dự thầu và đưa ra kế hoạch đấu thầu càng sớm càng tốt. Chờ đã, Giang Sách cười hỏi, anh muốn viết kế hoạch đấu thầu này như thế nào? Đinh Phong Thành cho biết, tôi có cân nhắc chuyện này. Theo tôi được biết Chính phủ có kế hoạch sử dụng khu đất này để xây dựng thành phố ẩm thực nhằm mở rộng nhu cầu trong nước và tăng việc làm. Khi quay trở lại, tôi sẽ lập kế hoạch đấu thầu cho một thành phố ẩm thực. Giang Sách lắc đầu, không được, như vậy nhất định sẽ thất bại. Tại sao? Bởi vì có một thành phố ẩm thực không xa vùng hoang dã phía bắc thành phố, nên sẽ cực kỳ lãng phí nếu xây một cái khác. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Anh quay lại và lập tức lập kế hoạch đấu thầu cho trung tâm thương mại sang trọng Sang trọng ư? đúng vậy. Khu Giang Nam hiện tại cực kỳ yếu kém hàng xa xỉ. Phía Bắc thành phố có một sân bay gần khu hoang dã đó, có thể rất thuận tiện kết nối tiêu chuẩn quốc tế. Miễn là có số lượng lớn công ty hàng xa xỉ giới thiệu, nó sẽ ngay lập tức thu hút rất nhiều khách hàng. Ninh Phong thành cao mày, có được không? Giang Sách cười nói, chắc chắn. Chỉ cần trung tâm mua sắm sang trọng được thành lập, nó sẽ tạo thành một góc với thành phố ẩm thực và thành phố giải trí cách đó không xa hình thành một tam giác giải trí ở phía bắc thành phố. Nó có thể thúc đẩy doanh số bán hàng trong nước ở mức độ lớn nhất, tăng doanh thu thuế cho chính phủ, tạo thêm việc làm và hình thành văn hóa giải trí độc đáo ở khu Giang Nam sẽ là lợi ích chung cho tất cả. Vào lúc này, Đinh Phong thành tràn đầy ngưỡng mộ đối với Giang Sách, anh ta phục Giang Sách sát đất. Đến bây giờ anh ta mới phát hiện ra sự nhạy bén trong kinh doanh của Giang Sách thực sự rất xuất sắc. Giang Sách, cậu nghĩ đưa phòng bao đỏ bao nhiêu là thích hợp? Phong bao đỏ, Đinh Phong Thành gật đầu, ừ, đó là một quy tắc lâu nay rồi. Nếu muốn giành được dự án, phải gửi một phong bì đỏ. Tôi nghĩ 100 vạn là đủ, tôi sẽ đến phòng tài vụ của công ty trước. Giang sách lập tức giơ tay ngăn cản, không cần, một xu cũng không cần đưa, nếu không đưa thì nhất định sẽ không lấy được đâu. Ha ha, ai đưa người đó chết, nhớ kỹ những lời tôi nói. Giang sách dựa lưng vào ghế sofa, được rồi, hôm nay nói tới đây thôi, anh có thể rời đi nhận thầu hỗ trợ nhân viên cũ đây là bước đầu tiên để anh ngồi lên ghế gia chủ nhưng tuyệt đối phải nắm chắc thành công đinh phong thành gật đầu cậu yên tâm đi tôi sẽ cố gắng hết sức nói xong anh ta lập tức đứng dậy rời đi chuẩn bị kế hoạch đấu thầu nhìn thấy bóng lưng đinh phong thành rời đi đinh mộng nhiên thì thào nói chồng à anh nghĩ anh hai có thể làm được không anh ấy chưa bao giờ làm việc đáng tin cậy cả em lo anh ấy sẽ làm dối tung hết cả lên anh có muốn tìm người âm thầm giúp anh ấy không Giang Sách lắc đầu, tin tưởng anh ta đi, muốn ngồi vào vị trí gia chủ thì phải trải qua sóng to gió lớn, nếu không thể làm tốt việc nhỏ này, chúng ta cũng không cần tiếp tục giúp đỡ anh ta nữa. Ngoài ra, Giang Sách đã nhìn thấy chút ánh sáng trong mắt của Đinh Phong Thành. Đó là ánh sáng của đàn ông, ánh sáng của cuộc đấu tranh vì tôn nghiêm của đàn ông. Không hoa khi nói rằng trước đây Giang Sách cũng có loại ánh sáng này, khi Giang Sách lâm vào cảnh thấp thỏm trong cuộc đời, chính ánh sáng này đã cứu anh. Bây giờ Đến lượt Giang Sách giải cứu Đinh Phong Thành đã sắp rơi xuống vực sâu. Giống như người đã từng cứu anh, bên kia, Đinh Phong Thành trở lại công ty và ngay lập tức nhờ người viết kế hoạch đấu thầu. Dù tràn đầy tinh thần chiến đấu nhưng trong lòng anh ta không có chút tự tin nào cả, lời đề nghị của Giang Sách cho anh ta thật sự quá táo bạo, người bình thường sẽ hoàn toàn không làm như vậy. Anh ta không làm việc ở văn phòng ban đầu mà chọn làm việc trong công ty nhỏ của Đinh Mộng Nghiên. Đinh Phong Thành bây giờ rất chú trọng đến quyền riêng tư, những sai lầm anh ta mắc phải không thể lặp lại được. Từ bây giờ, mỗi một chuyện đều phải đề phòng Đinh Hồng Diệu và Đinh Tử Ngọc. Khi Đinh Phong Thành đang làm việc chăm chỉ, Đinh Trọng bước vào phòng làm việc của anh ta, nhìn thấy đứa cháu trai trước đây chỉ biết ăn chơi lêu lỏng đột nhiên làm việc chăm chỉ, trái tim Đinh Trọng trào dâng một luồng nhiệt. Thất bại khiến người ta tiến bộ, sự việc của Đinh Hồng Diệu khiến Đinh Trọng tổn thất rất nhiều, nhưng đổi lại là có một đứa cháu ngoan chăm chỉ, Hỏa phúc khôn lường, trong hỏa có phúc đúng không? Ông ta chỉ đứng ở ngưỡng cửa, lặng lẽ quan sát. Thật sự rất vui mừng. Một lúc lâu sau, Đinh Phong Thành đã làm xong việc. Ngẩng đầu nhìn thấy Đinh Trọng ở cửa, anh ta hết sức kinh ngạc. Ông nội, sao ông lại đứng ở cửa? Vào đi ạ, à? ha ha, không sao đâu, ông đứng đây xem cháu làm việc là được rồi. Đúng, như thế là được rồi. Đinh Phong Thành bước tới, nói ông nội, Giang Sách muốn con. Đinh Trọng ngay lập tức giơ tay ra hiệu anh ta đừng nói nữa. Phong Thành, tương lai cháu sẽ trở thành gia chủ, cháu phải giấu bí mật của mình và đừng nói cho ai biết, kể cả ông. Ồ, nhưng ông là ông nội của cháu mà, vậy thì sao, cháu có dám khẳng định ông sẽ không phản bội cháu không? Đinh Phong Thành nhún vai không nói nên lời. Được rồi, cháu chỉ lo lắng phương pháp của Giang sách sẽ không hiệu quả, trong lòng cháu không có niềm tin gì cả. Đinh Trọng mỉm cười, cháu trai, hãy tin tưởng Giang sách lực lực của cậu ấy xa hơn so với những gì cháu có thể tưởng tượng, với sự giúp đỡ của cậu ấy, cháu nhất định sẽ thành công. Audio điện tử Võ Tấn Bền hết chương 725